Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 70. Kiếm như tia sáng xuyên qua không trung, suýt chút nữa đã đâm vào tim Tào Trấn đang sắp đứng lên. Kiếm thế không ngừng lao tới cuốn lấy cơ thể tàn tạ của Tào Trấn, kéo hắn ta bay lên không trung trong những tiếng thốt kinh ngạc. Sau khi rơi xuống, cơn phẫn nộ từ Táng Hoa ghim chặt hắn ta ngoài sân. Khi Tào Trấn đang định run rẩy đứng lên thì lập tức bị tia sáng bay tới đâm xuyên ngực, trong nháy mắt đã bị nó kéo bay ra, ghim chặt vào bên ngoài sân đấu. Sắc mặt Tào Trấn đột nhiên trắng bệch, một búng máu phun ra ngoài, hơi thở yếu ớt lập tức biến mất. Hai tay hắn ta cầm kiếm Táng Hoa, nhưng làm thế nào cũng không thể rút nó ra, vô cùng thê thảm. Bịch, cùng lúc đó, Lâm Nhất trong bộ đồ xanh cũng ngã phịch xuống đất. Kiếm tới. Nhưng tiếng hét giận dữ phát ra từ cổ họng kia vẫn quanh quẩn không dứt, đinh tai nhức óc, khiến lòng người chấn động như vừa trúng một cú đánh nặng nề. Soạt. Một lát sau tiếng xôn xao mới vang vọng khắp núi đồi, tất cả mọi người đều kinh ngạc, trợn mắt ngoác mồm nhìn cảnh tượng này, đây là chuyện không ai ngờ tới. Trong nháy mắt ấy, vào thời khắc sinh tử ấy, kết quả thắng bại đã bị đảo ngược. Khi Lâm Nhất sắp ngã xuống, Tào Trấn cố gắng đứng dậy để kết thúc trận chiến này, nhưng nào ngờ cuối cùng Lâm Nhất lại gọi kiếm tới, đâm vào tim tên đệ tử đến từ Bắc Tuyết Sơn Trang này, làm hắn ta văng ra xa. Mặc dù Lâm Nhất đã ngất xỉu, nhưng một người ở trong sân, một người bị ghim ngoài sân. Ai thắng ai thua, nhìn là biết ngay. Trận chiến này thực sự quá chấn động, cho dù lúc này đã có kết quả thắng bại, nhưng ngoài những tiếng thốt kinh ngạc thì không ai nói lời nào cả. Trên núi yên tĩnh đến đáng sợ. Mọi người đều không ngờ trận chiến giữa Lâm Nhất với Tào Trấn lại thảm khốc như vậy. Thảm khốc đến mức cả hai người đều gục ngã, sau đó mới phân được thắng bại. Bất luận là Lâm Nhất hay Tào Trấn đều là loại người tàn nhẫn, không chỉ tàn nhẫn với đối thủ mà còn tàn nhẫn với bản thân hơn. Trong tình hình bị Lâm Nhất bất ngờ thi triển 4 quyền liên tiếp của Thất Sát Quyền, Tào Trấn vẫn có thể cố gắng đứng dậy nhờ vào nghị lực ngoan cường của mình. Ý chí kinh khủng gần như khiến tất cả mọi người cho rằng hắn ta sẽ giành được chiến thắng cuối cùng. Nhưng khi Lâm Nhất sắp ngã xuống, một câu kiếm tới, cục diện đã đảo ngược. Vào khoảnh khắc ấy, rất nhiều người cảm thấy chấn động, trái tim như bị va đập mạnh. Sau cùng, Lâm Nhất vẫn là người cười đến cuối cùng. Bên phía thư viện Tử Lô, tất cả mọi người khó tin nhìn cảnh tượng này, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đặc biệt là trưởng lão dẫn đội. Ông ta há to miệng, hoàn toàn không thể tin được. Thua rồi. Thư viện Tử Lô đã thua. Để lại cho đám vô dụng các ngươi thì có làm sao? 20 năm sau đến lấy lại cũng được. 20 năm sau, lời nói ngông cuồng của 20 năm trước đã trở thành một cái bạt tai tát thẳng vào mặt họ. Khi một cơn gió mát thổi qua đỉnh núi, mọi người cũng từ từ quên đi dư âm của cuộc chiến. Ngay khi họ hoàn hồn lại, trên chỗ ngồi của Thư viện Thiên Phủ lập tức có hai bóng người bay về phía trung tâm sân đấu. Là Mạc Linh và Liễu Vân Yên. Hai bóng hình xinh đẹp đồng loạt đáp xuống với nét mặt căng thẳng. Khi nhìn thấy Lâm Nhất nằm trong đống đổ nát, cả hai đều khẽ biến sắc, mặc dù họ đã nhìn thấy Lâm Nhất thương tích đầy mình, áo xanh đẫm máu từ xa. Nhưng sau khi tới gần, nhìn thấy những vết thương rợn người kia, họ đều biến sắc, trong mắt tràn đầy lo lắng. Bàn tay ngọc trắng như tuyết của Mạc Linh đặt lên cổ tay Lâm Nhất, cảm nhận chân nguyên sắc bén lạnh lẽo trong cơ thể hắn, vẻ mặt nàng ta dần trở nên nặng nề, Liễu Vân Yên đứng bên cạnh thấp thỏm không yên. Một lát sau, lông mày của Mạc Linh mới giãn ra, nàng ta cười khẽ, vẫn còn cứu được, giúp ta một tay. Liễu Vân Yên thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lại gần bế Lâm Nhất lên. Mạc Linh lấy một chiếc bình ngọc ra. Đổ ra tay hai viên đan dược màu đỏ rồi bỏ vào miệng Lâm Nhất. Viên đan dược kia vừa vào miệng liền tan, không cần nhai, ngay tức khắc chảy vào trong cơ thể hắn, đi dọc theo kinh mạch. Liễu Vân Yên nhanh chóng cảm nhận được cơ thể lạnh lẽo của Lâm Nhất dần ấm lên. Tuyệt Vân đao của Tào Trấn ẩn chứa chân nguyên u hàn, trong trận chiến vừa rồi Lâm Nhất vẫn chưa xua tan hết, nếu không thì đã không bị nội thương nặng đến mức này. Mạc Linh tiếp lời. Nhưng sau khi hắn ăn viên đan dược này chắc cũng không còn gì đáng ngại. Với thể chất mạnh mẽ của Lâm Nhất đủ để tự động bình phục những vết thương khác.
tuy rằng lúc này sức khỏe của Lâm Nhất đã ổn định. Nhưng vẻ mặt của họ vẫn rất nặng nề, chân nguyên u hàn từ mũi đao chui vào trong cơ thể không phải không có cách xua tan, chẳng qua lúc đó đang đánh nhau kịch liệt, căn bản không có thời gian để ý. Chỉ điểm này thôi đã đủ để tưởng tượng trận chiến vừa rồi thảm khốc cỡ nào. Trong trận chiến này Lâm Nhất đã thắng, Thư viện Thiên Phủ khiêu chiến thành công, trở thành quán quân đoạt cúp của cuộc chiến giữa năm thư viện năm nay. Giọng nói mà mọi người đã khá quen thuộc lại vang vọng khắp núi đồi này như tiếng chuông. Thắng bại đã rõ. Khi giọng nói đó quanh quẩn bốn phía, bầu không khí căng thẳng trong trận chiến vừa rồi chậm rãi lật lại như trang sách. Chỉ là khi mọi người nhìn về phía Tào Trấn đang bị ghim ngoài sân, con người bất giác co rụt. Họ có thể cảm nhận được sức mạnh và ý chí chiến đấu sắc bén từ thân kiếm tỏa ánh sáng lạnh thấu xương này. Đến nỗi mà Tào Trấn đang hấp hối làm cách nào cũng không thể rút nó ra. Chết tiệt! Tào Trấn bất lực thả lỏng tay, hai bàn tay đầm đìa máu tươi của hắn ta buông thõng xuống. Hắn ta cố ngẩng đầu lên để nhìn người đã đánh bại mình hiện tại ra sao. Trong mơ hồ, hắn ta có thể nhìn thấy đối phương đang nằm trong lòng một nữ tử, còn có một nữ tử khác ở bên cạnh chăm sóc. Hắn ta cũng có chút ấn tượng về hai nữ tử này. Họ rất nổi tiếng trong thành U Châu, cả hai đều có diện mạo khuynh thành, đặc biệt là Mạc Linh, nàng ta còn là thiên tài trên bảng Long Vân, cả cổ vực Nam Hoa ít người không biết. Lúc này người của Thư viện Tử Lô đang đắm chìm trong nỗi đau thất bại, dường như không có ai bận tâm đến hắn ta. So sánh này có vẻ thê lương. Thua rồi. Tào Trấn thở ra một hơi, chậm rãi gục đầu xuống, nhìn bầu trời đầy mây này với vẻ mặt trống rỗng chết lặng. Bên ngoài sân đấu, mọi người nhìn dáng vẻ thê lương của Tào Trấn, sâu trong lòng cũng có phần cảm khái. Trước khi cuộc chiến giữa năm thư viện này bắt đầu, có ai ngờ được sẽ có một người chưa bao giờ nghe nói đến sẽ đánh bại Giang Dật bằng một nhát kiếm, sau đó chủ động mở hình thức địa ngục, lấy một địch bốn, giận dữ giết người. Giết hết tất cả tuyển thủ của Thư viện Bạch Ngọc, không chừa lại một ai. Sau đó trong trận chiến với Tào Trấn, dùng tu vi cảnh giới âm huyền viên mãn thắng đối thủ cảnh giới dương huyền đại thành. Chiến tích này có thể nói là nghịch thiên. Tào Trấn đã nổi tiếng khắp cổ vực Nam Hoa từ lâu, đao pháp tuyệt vân đao khiến rất nhiều người nhìn bằng con mắt khác, tuổi chưa quá 20 đã có thực lực như thế, tiềm năng hơn người. Hắn ta được mọi người cho rằng sẽ là một đối thủ cạnh tranh mạnh trên bảng Long Vân. Nhưng bây giờ, Lâm Nhất chưa tới 18 tuổi. Người thiếu niên tự xưng là công tử táng hoa này lại lấy phong thái mạnh hơn dẫm lên vinh dự của hắn ta, giành chiến thắng trong cuộc chiến giữa năm thư viện cho Thư viện Thiên Phủ. Tất nhiên tên tuổi của Lâm Nhất cũng sẽ truyền khắp thành U Châu như gió lốc, sau đó sẽ nổi tiếng khắp cổ vực Nam Hoa. Khụ khụ, thiếu niên nằm trong lòng Liễu Vân Yên ho khan vài tiếng. Lâm Nhất chỉ cảm thấy mí mắt rất nặng, cố nháy mắt vài cái, dung nhan của hai giai nhân đập vào mắt. Ngươi tỉnh rồi. Liễu Vân Yên lập tức mừng rỡ, Mạc Linh lại rất bình tĩnh, nàng ta đã sớm kiểm tra vết thương của Lâm Nhất, biết hắn không còn gì đáng ngại sau khi trấn ấp luồng đao kình u hàn kia. Chỉ là hắn đã mất sức trầm trọng, phải nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian mới ổn. Đỡ ta dậy với. Lâm Nhất nhìn hai người, cười ngượng ngùng. Hai người nhanh chóng đỡ Lâm Nhất dậy, hắn đưa mắt về phía Tào Trấn bên ngoài sân đấu. Nhìn vào thanh kiếm táng hoa tỏa ánh sáng lạnh, vẫn tràn ngập ý chí chiến đấu kia. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy rất cảm động. Sau cuộc chiến lần này, hắn lại nhìn kiếm táng hoa, lòng nhiệt huyết sống chết có nhau ấy vẫn khó có thể ức chế. Ai cạnh bên ta, chỉ có táng hoa. Lâm Nhất bước từng bước về phía Tào Trấn, chỉ chốc lát đã đến nơi. Nhìn thấy Tào Trấn yếu ớt, chỉ còn thừa lại một hơi thở, hắn hơi ngạc nhiên. Nhát kiếm hắn ném lúc đó là có chủ đích, khi hắn nắm chặt lấy kiếm táng hoa, trong đầu đã hiện lên rất nhiều hình ảnh, cuối cùng những hình ảnh này dừng lại ở nhát kiếm lao ra khỏi bức tranh của người áo xanh. Trong bóng tối, hắn cảm nhận được mình và người áo xanh kia dường như dung hợp với nhau. Nhờ vậy mà uy lực của nhát kiếm đó mới có thể đáng sợ như vậy. Nhưng hắn không ngờ Tào Trấn có thể tránh được nhát kiếm này đâm vào tim vào thời khắc sinh tử và còn sống. Ngươi đã thắng. Tào Trấn nhìn Lâm Nhất, yếu ớt nói,
Trong ánh mắt sắc bén của hắn ta có phần không cam lòng, hắn ta cũng biết mình thua trận này có ý nghĩa gì. Có nghĩa là đối phương sẽ dẫm lên thanh danh của hắn để nổi tiếng khắp cổ vực Nam Hoa này. Còn hắn ta sẽ trở thành chủ đề câu chuyện của mọi người trong một thời gian rất dài, nếu may mắn thì trong lúc đó sẽ có người khác đè chuyện này xuống. Đắc tội rồi. Lâm Nhất nhìn kiếm Táng Hoa, sau đó ngẩng đầu nhìn đối phương, ra hiệu cho hắn ta mình chuẩn bị rút kiếm. Tào Trấn không nói gì, khẽ gật đầu. Phụt. Lâm Nhất đặt tay lên chuôi kiếm, rút kiếm Táng Hoa ra thật nhanh, cùng lúc đó máu phụt ra. Tào Trấn đau đến mức nhăn mặt, hai má run rẩy không ngừng, nhưng toàn thân đã trở nên nhẹ nhàng, chân nguyên lại di chuyển ra khắp cơ thể, hắn ta thở mạnh vài hơi, một lát sau đã có sức đứng dậy. Có thể thấy tu vi cảnh giới Dương Huyền Đại Thành quả thật rất kinh khủng. Ngươi nắm giữ kiếm ý tiên thiên khi chưa đột phá tử phủ đúng không? Khi chuẩn bị rời đi, Tào Trấn dừng chân, xoay người lại hỏi. Lâm Nhất gật đầu, không giấu giếm. Thảo nào! Tào Trấn cười gượng gạo, ánh mắt ảm đạm đi rất nhiều. Hắn ta biết rõ, Lâm Nhất gật đầu như vậy có nghĩa là hắn ta sẽ không bao giờ theo kịp đối phương. Chưa vào tử phủ đã nắm giữ kiếm ý tiên thiên, cũng giống với sư huynh Nam Cung Vãn Ngọc của hắn ta. Mà thực lực của sư huynh đáng sợ đến mức nào, tất cả mọi người trong Bắc Tuyết Sơn Trang đều biết. Hắn ta nhìn lướt qua xung quanh, hồi lâu sau mới khẽ thở dài, ta thua không oan, có lẽ người khác không biết chưa vào tử phủ đã nắm giữ kiếm ý tiên thiên có ý nghĩa như thế nào. Ta biết rất rõ, sư huynh Nam Cung Vãn Ngọc của ta chính là yêu nghiệt thế này. Tào Trấn lắc đầu, bước tới giữa sân đấu trong dáng vẻ khá cô đơn, đao của hắn ta vẫn còn ở đó. Hắn ta nói gì vậy? Liễu Vân Yên và Mạc Linh lại gần, tò mò hỏi. Không có gì ạ. Lâm Nhất chỉ cười, không trả lời. Chỉ là trong lòng lại suy tư, Nam Cung Vãn Ngọc, hắn sẽ tìm hiểu kỹ về người này trong quần Long Thịnh Yến. Khi Tào Trấn cô đơn cầm đao rời đi. Cuộc chiến giữa năm thư viện đã đến hồi kết thúc, bầu không khí náo nhiệt cũng giảm dần, cao thủ các phe lần lượt rời đi, chỉ là sự chấn động sâu trong lòng họ nhất định sẽ khó tiêu tan trong một thời gian ngắn. Tên của Lâm Nhất chắc chắn sẽ truyền bá ra khắp thành U Châu khi những người này rời đi. Tên tuổi công tử Táng Hoa đã được định sẵn sẽ vang dội bốn phương. Lâm Nhất quay lại chỗ ngồi của thư viện Thiên Phủ trước sự chú ý của mọi người. Mọi ánh mắt kính nể đều đổ dồn vào thiếu niên áo xanh. Tiền bối Đường Du chắp tay cười bảo, lần này rất cảm ơn tiểu hữu đã ra tay, thư viện Thiên Phủ nhất định sẽ hậu tạ. Lâm Nhất đáp, hậu tạ thì không cần, chỉ cần thực hiện lời hứa, cho ta quan sát bán đạo thần văn là được. Đương nhiên rồi, nhưng chúng ta đều thấy rõ công lao ngươi đã bỏ ra trong cuộc chiến giữa năm thư viện này, thư viện Thiên Phủ chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi cứ yên tâm dưỡng thương, đợi khi nào bình phục, ngươi có thể xem thần văn bất cứ lúc nào, bao lâu đều được cả. Đường Du sờ lâu, cười tươi rói. Nghe vậy, trong mắt Lâm Nhất lộ ra vẻ chờ mong, trong bức hổ khứu tường vi đồ chắc chắn đang ẩn giấu một bí ẩn rất lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Những bí ẩn khác thì hắn không dám khẳng định, ví dụ như người áo xanh trong tranh rốt cuộc có lai lịch gì. Địa ngục ác quỷ đồ mà Hồng Lão nhìn thấy trước đây có bí ẩn gì? Hắn không dám xác định. Điều duy nhất có thể xác định là trong bức tranh này đang ẩn giấu một kiếm pháp rất mạnh, chỉ cần lĩnh ngộ được một phần. Tu vi kiếm đạo của hắn nhất định sẽ đạt đến một mức độ đáng kinh ngạc. Bán đạo thần văn chính là chìa khóa để mở khóa bí mật này. Ba ngày sau, trong linh mộc phong của Thư viện Thiên Phủ, Lâm Nhất từ từ mở mắt ra. Trong đôi mắt sáng ngời tràn đầy sắc bén. Nhờ vào long tượng chiến thể mạnh mẽ, vết thương của hắn đã hoàn toàn bình phục, trở lại trạng thái đỉnh cao. Ngoài ra, trong 3 ngày qua, Lâm Nhất đã rút ra kinh nghiệm từ những trận đấu trong cuộc chiến giữa năm thư viện. Mặc dù tu vi cảnh giới không tăng nhưng lại thu hoạch được rất nhiều, đặc biệt là trận đấu cuối cùng. Tuyệt phân đao của Tào Trấn đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn. Thực lực của người này mạnh đến đáng sợ, bây giờ nghĩ lại, để thắng được trận đó, ít nhiều thì hắn cũng hơi miễn cưỡng và có phần may mắn.
Nếu trình độ kiếm đạo của mình có thể mạnh hơn, cho dù tu vi không cao thì cũng đủ để thắng hắn ta một cách dễ dàng. Lâm Nhất suy tư, trong mắt có tia sáng xẹt qua. Sau khi nghĩ kỹ lại, tuy bá kiếm mạnh, nhưng mạnh ở một chiêu một thức, không thể giúp trình độ kiếm đạo tổng thể mạnh lên. Khi đánh nhau với đối phương, hắn đã dùng thủy nguyệt kiếm pháp nhiều nhất và thất sát quyền, đòn bất ngờ ở cuối cùng. Điều hắn quan tâm nhất bây giờ là khi nào Thư viện Thiên Phủ mới thực hiện lời hứa, có biến cố xảy ra hay không, dù sao cũng là bán đạo thần văn cực kỳ quý báu. Tuy nhiên, hiển nhiên là lần này đã lo lắng thái quá. Vài ngày sau khi thương thế của đã khôi phục, Lâm Nhất đi đến một cái động thần bí ở Linh Mộc Phong dưới sự dẫn dắt của Mặc Linh. Cái động này có tên là Thiên Dương, được xem là cấm địa trong cấm địa, thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Động phủ Thiên Dương chứa đựng rất nhiều linh văn do Thư viện Thiên Phủ siêu tầm được, có nhiều loại đã sớm thất truyền ở bên ngoài. Hiện tại, con số linh văn có ở đây không hề nhỏ. Còn vì sao lại gọi là động phủ Thiên Dương thì đó chính là tên của đại nhân Thiên Dương, người đã sáng lập Thư viện Thiên Phủ. Đi đến trước động, Mặc Linh giới thiệu với Lâm Nhất. Có Mặc Linh đích thân dẫn đường, trưởng lão thủ vệ đương nhiên không dám ngăn cản. Không ít trưởng lão đã nghe nói về sự tích tranh tài kia, nên ánh mắt khi nhìn Lâm Nhất đều mang theo sự tò mò, đánh giá, đồng thời lộ rõ sự kinh ngạc. Bởi lẽ, thiếu niên này chỉ mới 18 tuổi mà thôi, thật sự rất trẻ, hơn nữa, nghe đồn hắn đến từ đế quốc Đại Tần. Một người như vậy lại có thể giúp Thư viện Thiên Phủ giữ vững vị trí và nửa đường thần văn, quả thật là một điều khó tưởng. Sau khi cửa động mở ra, Lâm Nhất theo chân Mặc Linh tiến vào trong thì phát hiện nơi này có rất nhiều tấm bia đá dựng đứng. Mỗi một tấm bia được khắc các loại linh văn phức tạp, thoạt nhìn thì có vẻ rối loạn, không có kết cấu, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ nhanh chóng phát hiện điểm đặc sắc trong đó. Những tấm bia khắc linh văn này đều là tác phẩm của huyền sư tứ phẩm, hào quang tỏa ra bốn phía, mang theo phong cách cổ xưa, thoáng bộc lộ duệ khí sắc bén và ác liệt. Đây đều là linh văn tam phẩm, rất đa dạng. Từ luyện khí, luyện dược, bày trận cho đến ngăn địch, cái nào cần cũng có. Rất nhiều linh văn không cấp cho đệ tử, dù là đệ tử cốt cán cũng không ngoại lệ, chỉ có các trưởng lão thật sự trung thành với thư viện mới có cơ hội được quan sát và tu tập. Mặc Linh nhìn Lâm Nhất, khẽ nói, tuy nhiên, bước chân nàng ta vẫn không ngừng, tiếp tục dẫn Lâm Nhất tiến về phía trước. Đến cái động kế tiếp thì không còn linh văn đơn độc nữa, ở đây có tổng cộng 9 bức tường đá. Trên mỗi bức tường đều khắc họa linh đồ nguyên vẹn, tỏa ra uy áp to lớn. Lâm Nhất vừa đặt chân đến thì đã cảm nhận được một bầu không khí đặc sệt, bất giác hắn cảm thấy hơi căng thẳng. Khi bước đến trước một bức tường đá, ánh mắt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc, đây chính là hỏa phượng liệu nguyên đồ. Chỉ mới chăm chú nhìn một lúc mà hắn đã cảm nhận được một luồng uy áp cực kỳ khủng bố đánh úp tới. Hỏa phượng được khắc họa xinh đẹp và đầy khí chất trong tranh như muốn bổ nhào về phía trước, cắn nuốt cả người hắn. Đứng trước bức họa này, hắn có cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé, như đang đặt mình vào một vùng hoang dã vậy, ngẩng đầu lên có thể thấy bầu trời được che khuất bởi những đám mây lửa khiến người sợ hãi và thán phục, hỏa phượng lẫn khuất trong mây, bày ra phong thái bệ nghệ thiên hạ. Không giống với hỏa phượng liệu nguyên đồ mà ta đã vẽ. Tim Lâm Nhất thoáng đập nhanh hơn, vội thu tầm mắt lại. Hắn có thể cảm nhận được ngoại trừ linh vận khá tinh diệu trong tranh, hồn lực của người chấp bút rất hùng hậu, khiến cho lực lượng ẩn chứa trong bức tường đá kia dường như kéo dài mãi không tan. Linh đồ tam phẩm có 10 bức mạnh nhất, ngoại trừ một bức, 9 bức còn lại đều ở đây. Mỗi một bức đều tràn đầy linh vận, tất cả là do huyền sư tứ phẩm lưu lại đấy. Hiển nhiên, đây không phải lần đầu Mặc Linh đến đây. Sau khi giải thích sơ một lượt, nàng ta lại tiếp tục đi về phía trước. Lâm Nhất vẫn còn liếc nhìn thêm vài lần, ánh mắt của hắn không rời khỏi 9 bức linh đồ. Với những thứ này, phải nói nội tình của Thư viện Thiên Phủ quả thật đáng sợ. Là đệ tử, dù có là đệ tử cốt cán thì e là cũng chỉ có thể tiếp xúc được gia lông mà thôi. Dù sao con đường huyền sư cũng vô cùng tẻ nhạt, trừ phi có thiên phú dị bẩm, bằng không, không nhẫn nhịn đến 40. 50 tuổi thì rất khó trở thành huyền sư tam phẩm. Cũng chỉ có những trưởng lão giỏi nhẫn nhịn kia mới có thể tiếp nhận truyền thừa của thư viện. Đương nhiên, yêu nghiệt như Mặc Linh thì không tính vào trong đó.
Trình độ huyền sư của nàng ta đã cách tứ phẩm không xa, nếu so với tu vi ở giới võ học thì có thể sánh ngang cảnh giới Dương Huyền đỉnh phong. Tiếp tục đi về phía trước, Lâm Nhất cảm giác nơi đây tràn đầy đủ loại khí tức, càng lúc càng trở nên thần bí. Hắn đưa mắt nhìn quanh bốn phía, cảnh vật ở đây rất mơ hồ, dường như có một tầng sương mù bao phủ. Trong sương mù ẩn chứa sát cơ to lớn, đan xen lẫn nhau, hình thành một vùng đất hung hiểm. Linh trận. Lâm Nhất thầm giật mình khi nhận ra mình đã tiến vào trong linh văn. Hắn lập tức đề cao cảnh giác, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận đi theo Mạc Linh tiến về phía trước. Đến rồi. Mãi một lúc lâu sau, Mạc Linh mới dừng bước và khẽ nói. Lâm Nhất quay đầu nhìn lại nơi mình vừa đi qua, sóng êm biển lặng, không nhìn ra một chút cạm bẫy nào trong đó. Ồ! Bất chợt, Lâm Nhất cảm giác dường như có ánh sao chiếu xuống, hắn vội ngẩng đầu thì thấy được chẳng biết từ lúc nào, trên đỉnh đầu đã biến thành một bầu trời sao bao la rộng lớn, có vô số những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh. Không đúng, không đúng. Lâm Nhất lắc đầu rồi nhìn kỹ hơn thì phát hiện đó không phải là bầu trời thật sự, mà chỉ là một tinh đồ được vẽ lên trên vách đá, sở dĩ khiến người ta nhìn nhầm là bởi những ngôi sao kia quá mức chói mắt. Quan sát kỹ hơn lại thấy những ngôi sao đó cũng không thật sự là sao, mà là từng miếng linh văn được treo lơ lửng. Đây đều là linh văn tứ phẩm, mỗi một miếng đều cực kỳ quý giá. Ngươi nên biết, ở một góc độ nào đó mà nói thì huyền sư càng ngưng tụ được nhiều linh văn trong huyền cung sẽ càng có thực lực mạnh mẽ. Tuy nhiên, linh văn tứ phẩm khá hiếm, tất cả trong thư viện đều được dùng để truyền thừa, rất ít khi truyền ra ngoài. Ở đây có tổng cộng 70 miếng linh văn tứ phẩm, ngươi cảm thấy thế nào? Giọng Mạc Linh êm ái như một dòng suối mát, nhẹ nhàng vang lên bên tai Lâm Nhất. Tài sản của Thư viện Thiên Phủ gần như đều ở đây, ta thật sự không ngờ chỉ là quan sát nửa đường thần văn thôi mà lại có thể may mắn nhìn thấy nhiều bảo bối như vậy. Lâm Nhất cười nói, nơi này quả thật khiến hắn được mở rộng tầm mắt, có thể xưng là một kho báu. Ban đầu, hắn còn chưa để tâm lắm. Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã bị rung động và dần dần bị thuyết phục. Hắn có thể cảm nhận được mỗi một miếng linh văn tứ phẩm tựa như những ngôi sao trên trời kia đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, không biết một khi phóng thích thì uy năng sẽ đạt đến mức độ đáng sợ nhường nào. Với thực lực của hắn thì e là chỉ trong chớp mắt đã bị chôn vùi thành tro bụi. So sánh với nửa đường thần văn kia thì những thứ này đều chẳng đáng là gì. Ta cũng biết ngươi không chờ đợi nổi nữa, đi thôi, nhanh chân lên nào. Mạc Linh lại đi về phía trước. Tiếp theo đó như bước vào một thế giới khác. Khắp nơi là đủ loại linh bảo, trên trời có linh kiếm đang bay, có chim bay thú nhảy, thậm chí trên mặt đất còn có rắn đang trườn đi, nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện thật ra đó đều là các loại linh bảo mạnh mẽ. Đi tiếp thì đến một nơi có rất nhiều con rối được xếp chồng lên nhau, chúng nó đều mặc chiến giáp, trong mắt lộ rõ tia máu. Phóng mắt nhìn, số lượng con rối bao la bất tận, hoàn toàn có thể xem như một đội quân. Khiến người ta không khỏi chấn động. Mạc Linh từng nói huyền sư tứ phẩm đủ mạnh có thể khống chế cả trăm con rối, dễ dàng nghiền ép võ giả cùng cấp. Có điều, với huyền sư bực này thì muốn chế tác ra số lượng con rối tương ứng cũng là điều vô cùng khó khăn. Cuối cùng, Mạc Linh dừng lại ở một nơi tương đối trống trải. Ở cái nơi mà mặt đất chất trồng đủ thứ như thế này thì tìm được một khu vực trống trải quả thật rất hiếm. Thần văn ở đây. Mạc Linh khẽ nói. Ở đâu? Lâm Nhất nhìn khắp một lượt nhưng vẫn không phát hiện có gì khác thường, đừng nói là thần văn, ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Đừng vội, Mạc Linh mỉm cười rồi lấy ra một miếng ngọc giản, sau đó rót hồn lực vào bên trong. Ầm ầm. Một khắc sau, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, kế đó, trước mặt Lâm Nhất xuất hiện một khe nứt. Trong khe nứt ào ào tuôn ra hào quang chói mắt. Chiếu sáng cả một khoảng không gian rộng lớn. Hào quang sáng chói khiến Lâm Nhất phải dùng tay che mắt, cẩn thận quan sát. Không bao lâu sau, mặt đất đã hoàn toàn tách ra, một bậc thang xuất hiện ngay dưới chân hai người. Phía cuối bậc thang là một cung điện, bên trong có một cái tế đàn. Trong tế đàn có lửa cháy hừng hực, và giữa ngọn lửa nóng bỏng kia có treo một tấm da thú cổ xưa. Hào quang chói mắt kia được phát ra từ những đường vân trên da thú,
uy áp cổ kính mà Tang Thương lập tức đánh úp lại, khiến người ta run rẩy không thôi. Không sai được. Lâm Nhất nhắm hai mắt lại, trong mắt hắn lóe lên vô số tia sáng. Cảm giác này hoàn toàn giống với uy áp đến từ người áo xanh cầm kiếm phá tranh mà ra kia. Dõi mắt nhìn tấm da thú trong ngọn lửa ở tế đàn dưới mặt đất, tim Lâm Nhất đập thình thịch, mãi một lúc lâu sau mới lấy lại bình tĩnh. Lực lượng từ bên trong thần văn lẳng lặng lan tỏa khắp khoảng không gian xung quanh, kéo theo đó, hồn ấn trong huyền cung của Lâm Nhất cũng bắt đầu rung lắc và hấp thu toàn bộ khí tức phát ra từ thần văn. Chợt, Lâm Nhất cảm nhận được hồn ấn có rất nhiều biến hóa, một luồng cảm giác khô nóng lan khắp người hắn. Ngay lập tức, lục phủ ngũ tạng, máu huyết đang chảy trong cơ thể cùng với da thịt toàn thân Lâm Nhất dần dần nóng bừng lên. Việc này... Lâm Nhất siết chặt hai nắm đấm, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc khó tả. Chỉ ở trong khoảng không gian thần văn chiếu sáng mà hồn lực và chân nguyên của hắn đều có xu hướng gia tăng, thực sự rất huyền diệu. Đối với một người đang kẹt tại cảnh giới âm huyền viên mãn như Lâm Nhất thì đây chẳng khác nào nắng hạn gặp mưa rào. Mạc Linh liếc nhìn hắn, cười nói, cảm nhận được đúng không? Trong thần văn này ẩn chứa lực lượng thuộc tính hỏa khá là dồi dào. Nó giống như vầng thái dương tẩm bổ khoảng không gian này vậy, dù không làm gì cả, chỉ ở đây thôi cũng có thể thu hoạch được rất nhiều. Chân nguyên, hồn lực và cả thân thể đều sẽ được rèn luyện cùng một lúc. Quả thật rất huyền diệu, Lâm Nhất nở nụ cười và khẽ đáp. Sức mạnh của thần văn tuy vô cùng huyền diệu, nhưng chắc ngươi cũng cảm nhận được không thể nán lại đây quá lâu, nếu không sẽ rất dễ bị bỏng. Phải nhớ không được đến quá gần nó, nếu tu vi không đủ. Có thể sẽ bị thiêu thành cho trong nháy mắt. Thần văn này rất là bá đạo, chẳng hề phân biệt địch ta, Mạc Linh nói với vẻ nghiêm túc. Lâm Nhất gật đầu, hắn có thể cảm giác được đối phương không hề nói dối. Ngọc giản này cho ngươi, ngươi ở đây quan sát, nếu không chịu được thì lui ra ngoài, đừng có cậy mạnh. Mạc Linh đưa ngọc giản của mình cho Lâm Nhất, sau khi dặn dò thật kỹ lưỡng, nàng ta liền xoay người rời đi. Chẳng mấy chốc, khoảng không trống trải này chỉ còn lại một mình Lâm Nhất. Ánh mắt hắn men theo bậc thang dưới chân nhìn về phía ngọn lửa đang cháy hừng hực trên tế đàn trong cung điện dưới mặt đất, vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc. Khi nhấc chân bước xuống, trong một khoảnh khắc, hắn cảm nhận thân thể mình trở nên nặng nề. Bậc thang đi thông xuống cung điện dưới mặt đất kia có uy áp cực lớn, khiến người ta có cảm giác lưng đeo một quả núi. Với áp lực như thế, Lâm Nhất đi lại rất khó khăn. Mỗi một bước đều cực kỳ gian nan. Hắn khẽ cắn môi, vận chuyển tử diên kiếm quyết đến cực hạn, hòng chống cự áp lực khủng bố kia. Lâm Nhất bước từng bước đi xuống cung điện. Khoảng cách ngắn ngủi chưa đến ngàn mét, vậy mà hắn đi mất gần nửa canh giờ, mồ hôi đầm đìa, suýt nữa thì ngã quỵ. Ngay khi hắn đặt chân xuống cung điện dưới mặt đất, uy áp đáng sợ kia đột nhiên tăng vọt khiến Lâm Nhất khuỵu gối, quỳ sụp xuống nền đất. Hắn nhìn quanh bốn phía, nơi đây tràn ngập lực lượng của thần văn, dường như nó đã cô đọng thành thực chất, hóa thành thể khí có màu vàng nhạt, ẩn chứa uy áp đáng sợ không cách nào hình dung được. Đây chỉ mới là rìa ngoài mà thôi, Lâm Nhật nhầm tính, hắn còn cách tế đàn khoảng ngàn trượng. Khu vực trăm trượng xung quanh tế đàn chính là vùng trung tâm ánh hào quang sáng lạn, tạo thành một cái hồ màu vàng rực lửa. Khó trách Mạc Linh lại nói tiếp cận quá gần sẽ bị thiêu thành cho bụi trong tích tắc. Thần văn thượng về quả thật khó lường, ẩn chứa rất nhiều điều huyền diệu. Thật khó mà tưởng tượng ra được vì sao nó lại đột nhiên bị diệt ở thời hoàng kim thịnh thế của giới võ học, chỉ để lại những mảnh di tích cổ để hậu nhân chiêm ngưỡng. Phù! Lâm Nhất thở hắt ra một hơi, cắn răng quát to một tiếng, cố hết sức đứng thẳng dậy. Không thể tiếp tục tiến lên phía trước được nữa, đến được đây là do tố chất thân thể ta vượt trội hơn người thường, nếu đổi lại là kẻ khác. Với tu vi như ta thì sợ là không cách nào bước xuống bậc thang được. Thôi, ở đây quan sát và tu tập vậy. Ánh mắt Lâm Nhất nhìn xuyên qua dòng khí màu đỏ sẫm tràn ngập trong không khí, chăm chú quan sát tấm da thú trong ngọn lửa trên tế đàn. Trên tấm da thú cổ xưa có vẽ những đường vân thần bí màu vàng, rất tối nghĩa. Bất giác, hắn cảm nhận được một lực lượng mang tính hủy diệt đang đánh úp về phía mình. Đường vân thần bí kia hệt như luyện ngục ngùn ngụt lửa đỏ. Ham muốn cắn nuốt con người để luyện hóa. Phút chốc, Lâm Nhất có cảm giác không cách nào chống cự được,
vội vàng nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, hắn mới bình phục và từ từ mở mắt ra, có điều, lúc này ánh mắt hắn không dám liều lĩnh nhìn thẳng vào tế đàn. Thiếu niên khẽ cau mày, thần văn này tương tự với một kiếm mà người áo xanh phá tranh lao ra, nếu ta không sợ hãi uy lực của nó thì ắt có thể chịu đựng được một kiếm kia. Hiện tại không vội, nơi đây tràn ngập lực lượng thần văn, ta có thể luyện hóa trước một phen, sau khi hồn lực có tiến bộ thì sẽ thử lại lần nữa xem sao. Lâm Nhất lập tức khoanh chân ngồi xuống, ý niệm lóe lên trong đầu hắn, một đóa tử diên màu bạc nở ra trên mặt đất. Lực lượng thần văn tràn ngập bốn phía liền ùn ùn lao đến. Ầm. Lực lượng thần văn hùng hậu tràn vào cơ thể khiến thân thể Lâm Nhất run lên, chúng hệt như ngọn lửa cô đọng thành dung nham, thẩm thấu vào tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng, khiến da thịt toàn thân hắn đỏ rực lên. Hắn có thể cảm nhận rất rõ chân nguyên, hồn lực, xương cốt và máu thịt đang điên cuồng hấp thu lực lượng này. Cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy, phấn đấu đến quên mình. Cảm giác đau đớn vì bị thiêu đốt lan khắp toàn thân. Ở đây, dù không làm gì cả cũng đã cảm thấy đau, huống chi là điên cuồng cắn nuốt lực lượng thần văn. Ông ông! Dưới lực lượng cuồng bạo bực này, hoa tử diên màu bạc ở tử phủ bắt đầu run lên và phát ra tiếng ngân, dường như có dấu hiệu muốn đột phá. Tim Lâm Nhất đập lỗi một nhịp, hắn cảm thấy mừng rỡ không thôi. Tử Diên kiếm quyết đã kẹt ở tầng 9 đỉnh phong một thời gian dài, dù đã luyện hóa hoa huyền âm nhưng vẫn không có kết quả. Hiện tại, nó lại hệt như bảo kiếm, liên tục phát ra tiếng ngân, đây quả thật là một niềm vui ngoài ý muốn. Nếu có thể nhân cơ hội này khiến Tử Diên kiếm quyết đột phá đến tầng 10 thì chắc chắn thực lực của Lâm Nhất sẽ tăng vọt. Cùng lúc đó, Lâm Nhất chợt nhớ đến lời cảnh báo của Mạc Linh, không thể nán lại đây quá lâu, nếu không, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị thiêu thành cho bụi. Một khi đắm chìm trong tu luyện, võ giả rất dễ rơi vào trạng thái hồn nhiên vong ngã, sẽ làm lỡ mất thời gian. Đánh cược vậy. Phút chốc, Lâm Nhất đã có quyết định của mình, nếu thật sự có thể đột phá, với uy lực của Tử Diên kiếm quyết tầng 10, hắn chắc chắn có thể ngăn được lực lượng cuồng bạo của thần văn. Bảo vệ thân thể. Huống hồ, lòng tượng chiến thể quyết của hắn đã sớm đạt đến đỉnh phong, thân thể của những huyền sư kia sao có thể sánh bằng. Nếu bỏ qua cơ hội lần này thì không biết phải đợi đến khi nào. Càng về sau, uy lực của Tử Diên kiếm quyết càng khủng bố. Kiếm quyết tầng 9 đỉnh phong đã có thể giúp hắn chống lại cảnh giới Dương Huyền Tiểu Thành, nếu đột phá lên tầng 10. Có lẽ Tử Diên kiếm kình sẽ không phải cố sức khi đối mặt với cảnh giới Dương Huyền Đại Thành. Vậy thì dốc toàn lực cược một lần này. Đã có quyết định, Lâm Nhất cũng không do dự nữa. Hoa Tử Diên trong tử phủ lập tức nở bung ra, điên cuồng căn nuốt lực lượng thần văn đang tràn vào cơ thể hắn. Trong cung điện trống trải dưới mặt đất, Lâm Nhất khoanh chân mà ngồi, liên tục luyện hóa lực lượng thần văn tràn ngập ở đây. Ầm ầm. Bởi vì hắn điên cuồng luyện hóa nên khí tức của lực lượng thần văn diễn hóa thành lửa liên tục phát nổ, tạo thành từng tiếng vang hệt như sấm rền. Thời gian dần trôi qua, chẳng biết từ lúc nào mà thân thể Lâm Nhất đã đắm chìm trong một ngọn lửa màu vàng. Từ xa nhìn lại hệt như một thanh bảo kiếm đắm chìm trong ánh sáng thần thánh, toàn thân hắn tràn đầy duệ khí khó có thể hình dung được. Hắn như là phôi kiếm, đang được rèn đúc trong lửa. Hơn nữa còn là ngọn lửa được hình thành từ lực lượng thần văn mang thuộc tính hỏa thời thượng cổ. Trong ngọn lửa thỉnh thoảng vang lên tiếng kiếm ngân trong trẻo, đóa hoa tử diên màu bạc ở tử phủ phát ra hào quang sáng chói, không ngừng nhấp nháy. Mỗi một lần nhấp nháy như vậy, trông nó như mũi kiếm phun ra nuốt vào từng tia sáng lạnh, bộc phát khí thế kinh người. Ánh sáng lạnh lẽo kia khiến hồ lửa chói lọi kim quang ở khu vực trung tâm tế đàn bắt đầu dao động, từng đợt sóng tràn ra. Răng rác. Trong ánh hào quang lóng lánh, hoa tử diên ở tử phủ có kiếm âm kinh thiên bộc phát, rốt cuộc kiếm quyết tầng 9 đã phá tan bình chướng, hoa tử diên màu bạc tăng trưởng thành 82 cánh, tuy chỉ nhiều hơn một cánh nhưng đóa tử diên tràn ngập ánh sáng lạnh kia đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phút chốc, có khí lạnh vô tận ào ào tuôn ra, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa vàng đang hừng hực thiêu đốt khắp người Lâm Nhất. Lâm Nhất khẽ thở ra một hơi. Nếu kiếm quyết không đột phá thì e là thân thể của hắn sắp không trụ nổi nữa. Dưới sự phụ trợ của hoa tử diên 82 cánh,
chân nguyên màu bạc ở tử phủ cũng lan tràn toàn thân chỉ trong một ý niệm. Khí thế sắc bén và ác liệt kia hệt như mũi kiếm bén nhọn, mạnh hơn gấp đôi so với trước. Không chỉ thế, chân nguyên của Lâm Nhất vốn đã cô đọng sau khi hấp thụ đan càn khôn bích vân, giờ lại được bổ trợ bởi lực lượng thần văn hùng mạnh bực này, nên nó lại một lần nữa trở nên minh mông, hùng hậu cứ thế phụ trợ qua lại, căn cơ tu vi của hắn phút chốc sừng sững như núi. Nghĩ kỹ lại thì Lâm Nhất chỉ mới bước vào tử phủ vỏn vẹn 2 tháng mà thôi, có thể đạt đến cảnh giới âm huyền viên mãn đã xem như khoa trương lắm rồi. Tu vi tiến bộ một cách nghịch thiên như thế, thì dù có Tử Diên kiếm quyết làm chỗ dựa, cũng khó mà tránh khỏi tai họa ngầm. Con đường tu luyện sợ nhất là gấp gáp và liều mạng, sẽ dễ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Trước mắt, hắn nên tiêu diệt hoàn toàn tai họa ngầm đi đã. Nếu hắn thôi thúc Tử Diên kiếm quyết thì ít nhất có thể nghịch chuyển 8 vòng, thậm chí là cửu chuyển quy nhất cũng không phải không thể. Lâm Nhất từ từ mở mắt ra, thoáng chốc có 2 luồng ánh sáng chói lọi hệt như kiếm quang quét qua, cứ thế chém vỡ lực lượng thần văn tràn ngập trong không khí. Tuy nhiên, chỉ một lát, 2 luồng sáng kia đã tan biến, nhưng duệ khí ẩn sau trong đôi mắt thiếu niên vẫn quanh quẩn mãi không tan. Ông! Lâm Nhất từ từ đứng dậy, uy áp mạnh mẽ mà hắn cảm nhận được lúc trước đã giảm nhẹ rất nhiều. Khoảnh khắc hắn đứng dậy, trong cơ thể chợt vang lên kiếm âm trong trẻo và dịu nhẹ. Kiếm âm kia phát ra là do những cánh hoa tử diên ở tử phủ va vào nhau sau khi kiếm quyết đột phá lên tầng 10. Cùng với kiếm âm vang lên không ngớt, chân nguyên trong cơ thể Lâm Nhất cũng sôi trào. Tử Diên kiếm quyết quả nhiên rất mạnh. Lâm Nhất siết chặt 5 ngón tay, cảm nhận sức mạnh từ tử phủ truyền đến, trong mắt lộ ra sự sắc bén. Tử Diên kiếm quyết đột phá không chỉ khiến chân nguyên bản thân hắn tiến bộ thêm một bước, mà hồn ấn trong huyền cung cũng mạnh lên nhiều. Vô hình chung, kiếm uy ẩn chứa trong đôi mắt hắn đã tăng lên không ít. Hắn nhìn lướt qua gia thú ở trong ngọn lửa tế đàn, dáng đứng sừng sững không sợ hãi, nhìn chằm chằm hoa văn in trên đó. Chỉ chốc lát sau, hoa văn thần bí ấy lại diễn hóa thành luyện ngục đáng sợ tạo thành từ ngọn lửa màu vàng, kèm theo đó là uy lực hủy diệt đất trời cuồn cuộn kéo tới, dường như ngay cả hồn phách của hắn cũng có thể thiêu đốt sạch sẽ. Nhưng lần này, Lâm Nhất không nhắm mắt, kiếm uy vấn vít không tan sâu trong mắt hắn ầm ầm bùng nổ. Rắc! Luyện ngục đáng sợ bị kiếm uy chém nứt một đường, Lâm Nhất khẽ nhếch khóe miệng, chậm rãi bước về phía tế đàn. Lâm Nhất đột phá Tử Diên kiếm quyết lên tầng 10, dùng kiếm uy mạnh mẽ chém uy lực của thần văn nứt ra một đường. Hắn đạp lên khe nứt đó, không lâu sau đã tiến lên phía trước mấy trăm trượng. Mắt hắn lướt qua, sức mạnh thần văn lan tràn xung quanh gần như ngưng tụ thành sương mù màu vàng. Số sương mù này vô cùng cháy bỏng, kiên cố đáng sợ. Ở khu vực trung tâm quanh tế đàn 100 trượng, sức mạnh thần văn đáng sợ đã ngưng tụ thành chất lỏng màu vàng. Giống như một đại dương bao la do dung nham màu vàng hội tụ thành, trong lúc lưu chuyển bùng lên tiếng nổ liên miên không dứt, vô cùng đáng sợ. Lâm Nhất nhíu mày, kiếm uy của hắn vẫn có thể miễn cưỡng phá vỡ uy áp của thần văn, nhưng xác thịt thực sự không chịu đựng nổi nữa. Hắn chỉ đành dừng ở bên rìa đại dương màu vàng, ở khoảng cách 300 mét, nhìn chằm chằm gia thú trong ngọn lửa tế đàn. Sự đáng sợ của thần văn thật sự có chút vượt ngoài sức tưởng tượng, xem ra không có cách nào có được nhiều lợi ích hơn từ thần văn này. Tuy Lâm Nhất mượn lực thần văn để Tử Diên kiếm quyết đột phá lên tầng 10, có thể chống lại uy áp của thần văn đã xem như cơ duyên cực lớn, nhưng hắn cảm thấy thần văn in trên gia thú kia có tiềm lực chưa được khai thác hết. Hắn có thượng cổ kỳ công là Tử Diên kiếm quyết, đó là ưu thế lớn nhất của hắn, chưa chắc không thể mạo hiểm thêm một phen. Tuy nhiên, bây giờ xem ra lại không thể không rút lui. Đúng lúc này lại xảy ra dị biến, chiến tượng long thể quyết trong cơ thể Lâm Nhất tự động vận chuyển. Chốc lát sau, trong cơ thể hắn phát ra loạt tiếng thú gầm xa xưa, ánh sáng màu tím dày đặc tỏa ra khí tức hung ác, từ cơ thể hắn lan tràn ra ngoài, chậm rãi hòa làm một với chất lỏng màu vàng tràn ngập xung quanh. Thể xác hắn giống như cá gặp nước, tham lam hấp thu chất lỏng màu vàng đó cuồn cuộn không dứt. Thể xác của Lâm Nhất nhất thời ngập tràn 2 màu tím và vàng. Dưới sự che phủ của 2 luồng sáng này, da rẻ Lâm Nhất từ ngoài vào trong xảy ra biến hóa về chất từng chút một. Gào, gào, gào.
những khí tức xa xưa từ trong cơ thể Lâm Nhất lan tràn ra ngoài. Giờ phút này, thể xác hắn giống như long tượng thượng cổ dần dần thức tỉnh. Trong dị biến đó, Lâm Nhất cảm nhận được xác thịt mình đang trải qua sự lột xác, thay ra đổi thịt. Long tượng chiến thể quyết vốn đã đạt đỉnh phong viên mãn mơ hồ giống như đang đột phá thêm chút nữa, nâng lên cảnh giới mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Đây là... Lâm Nhất kìm nén nỗi vui mừng trong lòng, dần dần bình tĩnh lại, cảm thấy hơi kinh ngạc. Long tượng chiến thể quyết lại có cả tầng này. Điều này quả thật làm hắn hơi bất ngờ. Hắn có cơ duyên gặp và lấy được một viên yêu đan thiên phách độ kiếp thất bại, tu luyện long tượng chiến thể đến tầng 6 đỉnh phong, sức mạnh một quyền đạt đến nhị thập đỉnh vô cùng đáng sợ, không ngờ vẫn còn một tầng nữa. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng không phải không có khả năng, nhiều công pháp đều bị thất lạc và bỏ sót trong lúc truyền thừa. Ví dụ như bá kiếm của hắn, nghe đồn là không chỉ có 9 kiếm, thậm chí còn có bá kiếm kiếm quyết tương ứng, nhưng đều đã bị thất lạc qua 5 tháng đằng đẵng. Một môn công pháp luyện thể còn một tầng ẩn giấu hoàn toàn có thể giải thích được. Long tượng vốn là man thú thượng cổ, thần văn ở trước mắt lại là một thần văn thuộc tính hỏa, bản thân nó cũng là vật thượng cổ. Sức mạnh thần văn của nó chứa uy lực lửa đáng sợ. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa thần văn đã buộc tiềm lực của long tượng chiến thể quyết hiện ra. Bây giờ sự lột xác thế này hoàn toàn là bị động tiếp nhận, bản thân Lâm Nhất cũng không thể kiểm soát. Thực ra cũng không thể khống chế, năm xưa hắn lấy được ngọc giản thì chỉ có 6 tầng. Trong dị biến, ánh mắt Lâm Nhất lóe sáng, ánh mắt lại nhìn về phía tế đàn cách xa trăm trượng một lần nữa. Có lẽ vẫn có thể cố thêm lần nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Nhất mau chóng quyết định, bước thẳng vào khu vực trung tâm tràn đầy chất lỏng màu vàng đó. Ầm ầm. Trong chớp mắt, tiếng thú gầm trong cơ thể vang vọng không dứt. Ánh sáng tím dày đặc giống như long tượng thượng cổ thức tỉnh, hấp thu toàn bộ lửa đã hóa thành chất lỏng đó. Trong chớp mắt, tốc độ lột xác của cơ thể tăng lên không ít khiến hắn vui mừng không thôi. Chịu đựng được. Trong mắt Lâm Nhất lộ ra ý cười, xác thịt đã không còn bị tan chảy nữa, vậy quyết định lần này của hắn là đúng. Hắn không do dự nữa, đi thẳng đến tế đàn. Chốc lát sau, hắn chỉ còn cách tế đàn không đến 10 mét. Gia thú in hoa văn thần bí gần trong gang tấc, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, hắn như nhìn thấy một ngọn núi nguy nga. Hoa văn trên gia thú giống như vực sâu, nhiều hoa văn đan xen uốn lượn cùng một chỗ, rực rỡ mà hào hùng. Biến hóa này hoàn toàn không thể nhớ nổi. Lâm Nhất lập tức ngây người, chẳng trách ngay cả người sáng lập nên thư viện Thiên Phủ, Thiên Dương đại nhân cuối đời cũng không lĩnh hội được bán đạo thần văn này. So với linh văn, thần văn này hoàn toàn là một tồn tại không thể nào hiểu được. Bây giờ Lâm Nhất xem như đã thật sự hiểu ra, với cảnh giới của hắn, dù có muốn lĩnh hội được một chút bề nổi của nó cũng không thể. Không dễ gì tiến được đến bước này mà từ bỏ thì đúng là có chút không nói nên lời. Sau chốc lát suy nghĩ, trước mắt Lâm Nhất bỗng nhiên sáng bừng. Nếu đã không thể lĩnh hội thì sao không dứt khoát lấy nó về? Không mong có thể luyện hóa được tất cả thần văn, chỉ mong luyện hóa được một sợi trong số đó. Hoa văn in trên gia thú này giống như đại thụ chống trời, lấy đi một sợi trong số đó giống như lấy một mảng lá cây, sẽ không gây tổn hại gì cho bán đạo thần văn, nhưng đối với Lâm Nhất lại có thể mang lại thay đổi long trời lở đất. Nghĩ là làm, Lâm Nhất khởi động tiên thiên kiếm quyết đã nâng lên tầng 10 đến cực hạn, kiếm ý tràn ngập toàn thân. Kiếm ý sắc bén lập tức vang vọng tứ phía không dứt. Giây lát sau, ánh mắt Lâm Nhất trở nên nghiêm nghị, kiếm ý lan tràn lập tức cô đọng thành một chùm, cùng lúc đó Lâm Nhất búng ngón tay ra. Keng! Khoảng cách 10 mét cuối cùng đến tế đàn giống như một khu vực cấm, kiếm ý ngưng tụ thành một chùm lập tức bật ngược trở về. Lâm Nhất rên lên một tiếng, khóe miệng tràn máu, sắc mặt trắng bệch. Hắn trầm ngâm một lúc lâu, nhìn về phía tế đàn cách đó 10 mét, lẩm bẩm, xem ra là khó hơn tưởng tượng rất nhiều, nhưng tạm thời thử thêm vài lần nữa vậy. Cho dù không thể thành công cũng có thể xem như tu luyện kiếm ý. Một lần không được, Lâm Nhất nghỉ ngơi chốc lát, sau đó lại bắt tay vào thử lần thứ hai. Hắn ngưng tụ kiếm ý mênh mông của mình thành chùm nhỏ hơn, giống như một mũi tên bắn ra lần nữa. Thời gian trôi đi, cứ lặp đi lặp lại như vậy, Lâm Nhất kiên nhẫn thử.
thất bại hết lần này đến lần khác cũng khiến kiếm ý của hắn trở nên ngưng luyện hơn. Hắn mơ hồ cảm giác được, cho dù cuối cùng không thể thành công, kiếm ý tiên thiên của hắn cũng có thể đạt đến cảnh giới đại thành chân chính qua sự rèn luyện này. Cùng lúc đó, xác thịt của Lâm Nhất ngâm trong dung nham màu vàng do lửa thần văn ngưng tụ cũng không ngừng lột xác. Giác. 3 ngày sau, sau vô số lần thử của Lâm Nhất, khu vực cấm 10 mét xung quanh tế đàn vang lên tiếng động giòn tan, uy áp cô đọng của thần văn xuất hiện vết nứt. Lâm Nhất sáng mắt lên, trong tiếng hét phẫn nộ, hắn vung tay đánh ra một quyền. Ầm. Uy áp đó ầm ầm nứt vỡ dưới một quyền đỉnh phong này, nhưng uy áp nứt vỡ chỉ xảy ra trong chốc lát đã ngưng tụ lại với tốc độ đáng kinh ngạc. Thất huyền bộ, kim ô tung cánh. Lâm Nhất đứng vững lại, người bay vọt lên từ trong dung nham màu vàng, đưa tay về phía gia thú trong ngọn lửa tế đàn. Chuyện kỳ lạ đã xảy ra, gia thú chỉ to bằng lòng bàn tay, nhưng khi Lâm Nhất muốn tiếp cận nó lại trở nên vô cùng vô tận. Bàn tay hắn giống như thò vào vực sâu không đáy, trong vực sâu, nhiều hoa văn quỷ dị quấn quýt với nhau, tràn ngập trong không gian đó. Lâm Nhất không dám sơ ý, tay cua đại một sau đó nhanh chóng lùi về sau. Ầm. Gần như vào khoảnh khắc hắn lui về sau, uy áp tan vỡ ngưng tụ trở lại, chỉ cần chậm thêm chút nữa là hắn sẽ bị nhốt trong đó, biến thành thứ như hổ phách. Lâm Nhất ngửa bàn tay ra, ánh sáng lập tức bùng lên. Giữa lòng bàn tay hắn có ngọn lửa màu vàng mảnh như sợi tóc, óng ánh trong suốt, ánh sáng rực rỡ tỏa ra quầng sáng như mộng ảo, chẳng khác nào thần vật. Đẹp quá! Lâm Nhất ngạc nhiên kêu lên. Đợi hắn tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn lên, gia thú xa xưa trên tế đàn vẫn còn đó, thần văn in trên nó vẫn rực rỡ chói mắt, tỏa ra ngọn lửa mênh mang tung bay trong tế đàn. Cho dù thư viện thiên phủ có người có thể đến được đây như hắn, e rằng cũng không nhìn ra manh mối. Nếu chỉ là một sợi thần văn, mình miễn cưỡng luyện hóa chắc không thành vấn đề. Lâm Nhất trầm ngâm một lúc lâu, như có điều suy nghĩ. Sau đó hồn ấn bản mệnh của hắn do hoa văn hỏa vũ ngưng tụ thành chậm rãi xuất hiện nơi lòng bàn tay. Dưới sự điều khiển của hắn, thần văn mảnh như sợi tóc quấn quanh hồn ấn hỏa vũ, dung hợp luyện hóa với nó. Soạt. Chuyện kỳ diệu xảy ra, hồn ấn hỏa vũ của hắn tỏa sáng. Trong ánh sáng vàng rực rỡ, dường như nó đang dần dần biến thành lông phượng chân chính, lông vũ hỏa phượng. Sự biến đổi kỳ diệu thay ra đổi thịt này quả thật có chút khó tin. Văn hỏa vũ vốn dĩ đã vô cùng mạnh trong linh văn tam phẩm. Nếu thật sự hoàn toàn luyện hóa thành công, rốt cuộc nó sẽ mạnh đến mức nào, bản thân Lâm Nhất cũng không thể tưởng tượng được. Nhưng hắn có thể khẳng định một điều, đến lúc đó, hắn chắc chắn có thể lĩnh hội được kiếm pháp trong bức tranh hổ khứu tường vi. Linh Mộc Phong, bên ngoài động phủ Thiên Dương. Những bóng người đứng lặng im, ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía cánh cửa dày nặng xưa cũ kia, mi mày nhíu lại. Từ sau khi Mạc Linh bước ra, cánh cửa đó đã tròn nửa tháng không mở ra nữa. Tròn nửa tháng mà Lâm Nhất vẫn chưa có dấu hiệu xuất quan, lần này không chỉ có Mạc Linh và Đường Du trưởng lão bị kinh động, mà ngay cả viện trưởng tóc trắng của Thư viện Thiên Phủ cũng ngạc nhiên. Trong các trưởng lão có tư cách tham quan học hỏi thần văn, người có thực lực tương đối mạnh nhiều lắm cũng chỉ ở khoảng cách nghìn trượng. Miễn cưỡng ở được 4-5 ngày, hưởng thụ một ít lợi ích khi tắm mình trong sức mạnh thần văn, sau đó sẽ không thể không bị buộc rời khỏi đó. Thậm chí, một số người khá yếu ngay cả bậc thang đi lên còn chưa đi hết, ở trong đó nửa ngày đã phải ra ngoài sớm. Dù là tiền bối Đường Du, cao thủ đáng sợ cảnh giới thiên phách, cùng lắm cũng chỉ có thể đứng cách trăm trượng, ở được 7 ngày. Nhưng bây giờ Lâm Nhất đã ở trong đó tròn nửa tháng vẫn chưa ra ngoài. Dù hắn ở cách tế đàn nghìn trượng cũng không khỏi khiến bọn họ lo lắng cho sự an toàn của hắn. Mạc Linh, cô đã nói cho hắn biết cấm kỵ trong đó hay chưa? Viện trưởng tóc trắng áo trắng thu lại nụ cười thường ngày, nghiêm giọng nói. Mạc Linh gật đầu, nàng ta không chỉ dặn dò một lần, hơn nữa chắc chắn Lâm Nhất cũng có nghe thấy. Ta đi xem sao. Ông lão tóc trắng nhíu mày, chuyện này không ổn, nếu để đại ân nhân đã cứu giúp thư viện thiên phủ chết ở trong đó thì quả thật không giải thích nổi. Ông lão tóc trắng dứt lời, những người khác ở trước động phủ Thiên Dương đều không khỏi biến sắc.
Lâm Nhất nửa tháng chưa ra khỏi động phủ, bây giờ đến cả viện trưởng đại nhân cũng không yên tâm, phải đích thân đi xem. Lâm Nhất, lẽ nào ngươi thật sự xảy ra chuyện gì rồi? Nghĩ đến kết quả này, đám người Mạc Linh tỏ ra cực kỳ lo lắng. Ông, Lâm Nhất sẽ không sao chứ? Mục Tuyết nhìn chằm chằm cánh cửa đồng, nhẹ giọng hỏi. Vẻ mặt nghiêm nghị của ông lão áo trắng vẫn chưa thả lỏng, thở dài, không nói trước được, bán đạo thần văn đó khá đáng sợ, ngay cả Thiên Dương đại nhân cuối đời cũng không luyện hóa được. Nếu Lâm Nhất có ý định luyện hóa, hậu quả này ông thật sự không dám nói nhiều. Nếu không có ý định mà có thể ở trong đó nửa tháng, vậy thì tên nhóc này có lẽ đã thu hoạch được không ít. Nhưng, ông ấy không nói hết nhưng mọi người đều hiểu được, rất ít người có thể ở lại trong đó hơn 7 ngày. Lâm Nhất thì đã nửa tháng chưa ra ngoài. Mọi người đợi ở đây, không được đi theo, ông lão tóc trắng nói. Cạch. Đúng lúc đó, cánh cửa đồng đóng chặt của động phủ Thiên Dương vang lên tiếng động. Mọi người lập tức cảm thấy hồi hộp, ánh mắt như tia chớp lia tới. Ầm. Lại một tiếng động vang lên, cánh cửa dày nặng được mở ra, một bóng người màu xanh chậm rãi bước ra từ trong động phủ tối đen ấy. Ánh mặt trời bên ngoài động chiếu lên người thiếu niên, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hoàng tột độ, ngay sau đó lại vui mừng không thôi. Phù. Lâm Nhất ngửa đầu nhìn trời, thở ra một hơi, vẫn là không khí ngoài này tốt hơn nhiều. Mặc dù sâu trong địa cung tràn ngập sức mạnh thần văn, nhưng không khí ít nhiều vẫn có chút vẩn đục và ngột ngạt, đâu thể so sánh với không khí trong lành ở đây. Khi ánh mặt trời chiếu xuống, hắn nhìn về phía đám người Mạc Linh, trên mặt lộ ra ý cười. Nhưng ý cười của hắn mau chóng cứng đờ, nhìn đám người Mạc Linh kích động nhào tới phía hắn, bộ dạng đó theo Lâm Nhất thấy thì vô cùng điên cuồng. Đây là định làm gì? Đợi mọi người tiến lại gần, Lâm Nhất cười hỏi. Cuối cùng ngươi cũng chịu ra rồi. Mạc Linh hung hăng liếc Lâm Nhất một cái, nàng ta đã dặn dò mấy lần bảo hắn đứng ở trong đó quá lâu. Nhưng tên nhóc này cứ luôn khiến người ta không yên tâm, ở tới nửa tháng mới chịu ra. Cuối cùng cùng ra rồi, không biết mọi người lo cho ngươi như thế nào đâu. Mục Tuyết mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nhất nói, nếu ngươi ra muộn chút nữa, ông của ta sẽ đích thân vào tìm người đấy. Liễu Vân Yên ở bên mỉm cười không nói, chỉ là nhìn thấy Lâm Nhất xuất hiện, cuối cùng nàng ta cũng thở phào một hơi. Lâm Nhất gãi đầu, trên mặt hiện lên nụ cười gượng. Hắn ở địa cung thu hoạch được nhiều lợi ích, thực lực tăng cao, có thể gọi là biến đổi lớn, nhưng lại khiến bằng hữu lo lắng sợ hãi đến vậy, hắn thật sự rất áy náy. Chuyện trong động phủ không thể kể nhiều, hắn chỉ có thể áy náy cười cười, nghe Mục Tuyết nói mới vội vàng nhìn ra phía sau. Bên cạnh Đường Du trưởng lão, ông lão tóc trắng mà hắn từng có duyên gặp mặt một lần đang vuốt râu, mỉm cười nhìn hắn. Lâm Nhất bước nhanh tới, chắp tay nói, bái kiến tiền bối Đường Du, bái kiến viện trưởng. Tên nhóc nhà ngươi đúng là khiến người ta lo lắng, nhưng nửa tháng e là thu hoạch không ít nhỉ, ông lão tóc trắng mỉm cười nhìn Lâm Nhất, khẽ giọng nói. Qua lời nhắc nhở của ông ấy, những người khác vội vàng nhìn về phía Lâm Nhất, lập tức cảm thấy kinh ngạc. Bây giờ, Lâm Nhất so với nửa tháng trước tu vi không thay đổi quá nhiều. Nhưng khí phách từ bên trong cơ thể hắn tán phát ra ngoài lại khiến tim người ta đập mạnh, vô cùng chấn động. Sự thay đổi đó không phải nhìn từ bề ngoài là có thể nhìn ra manh mối, nhưng khí chất ấy lại thật sự tồn tại. Nói đến cũng thật kỳ lạ, vô cùng mâu thuẫn, nhưng bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được, trên cơ thể hắn chứa sức mạnh khá đáng sợ. Bất kể là chân nguyên hay là sự sắc bén ẩn chứa trong ánh mắt đều khác xưa rất nhiều. Chuyện này phải đa tạ thư viện Thiên Phủ cho ta cơ hội quan sát thần văn. Lâm Nhất không phủ nhận, bình tĩnh cười đáp, cơ duyên lần này, hắn không những đột phá kiếm quyết lên tầng 10, thể xác thay ra đổi thịt, mà long tượng chiến thể quyết cũng đạt đến tầng 7 đáng kinh ngạc. Bây giờ, thể xác của hắn khí huyết dâng trào như biển, một quyền tung ra cũng phải đạt đến tam thập đỉnh. Quyền mang bùng nổ, thánh âm vang xa, chiến ca không dứt. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn còn luyện hóa được một ít lửa thần văn, tuy rằng mảnh như sợi tóc, nhưng lợi ích nó mang lại thật sự không thể dùng lời để hình dung. Cho dù ông lão tóc trắng trước mắt có biết cũng sẽ giật mình, không dám tin. Ông lão tóc trắng cười ha hả,
nói tiểu hữu nói đùa rồi, bán đạo thần văn này vốn là nhờ ngươi mới bảo vệ được, để ngươi vào tham quan là chuyện đương nhiên. Ta và sư đệ Đường Du đã nghĩ kỹ rồi, trước khi ngươi rời khỏi thư viện thiên phủ chắc chắn phải chuẩn bị một món quà lớn cho ngươi. Lâm Nhất ngạc nhiên, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Ông lão tóc trắng này thẳng thắn thật, biết hắn sớm muộn cũng sẽ rời khỏi thư viện thiên phủ, thế là hoàn toàn không có ý định giấu giếm. Món quà mà viện trưởng đại nhân chuẩn bị e là rất quý giá. Ngươi cứ mong chờ đi, nếu không thể xứng với ân tình của ngươi, mặt mũi của lão già này cũng không còn nữa. Đa tạ. Tạ cái gì, nửa tháng qua có lẽ ngươi đã thu hoạch được rất nhiều, mau mau về tiêu hóa một phen đi. Cơ duyên lần này chỉ có lần đầu tham quan thần văn mới có được, tuyệt đối không được lãng phí. Viện trưởng cũng là một người quả quyết, trò chuyện với Lâm Nhất một lúc rồi để hắn rời đi trước. Đám người Mặc Linh ở bên cạnh thấy vậy kinh ngạc không thôi, viện trưởng của thư viện thiên phủ, ông lão tóc trắng trong mắt các đệ tử là một người vô cùng đáng kính. Ít có ai có thể nói cười với ông ấy không hề sợ hãi như thế. Ông à, sao ông không giữ hắn lại cho thư viện thiên phủ một thời gian, cứ vậy mà đuổi hắn đi rồi. Mục Tuyết chạy theo, nhìn ông lão tóc trắng, trách cứ, hắn đánh bại được cả Tào Trấn, trong quần long thịnh yến lần này chắc chắn sẽ tỏa sáng. Ông lão tóc trắng tùy ý nói, cháu cảm thấy có thể giữ được hắn sao? Chuyện này. Mục Tuyết nghe vậy lập tức không biết nói gì. Ông lão tóc trắng nhìn bóng lưng Lâm Nhất đi xa, nói đầy sâu xa, đừng nói là thư viện thiên phủ, dù là Thiên Kiếm Tông ra mặt cũng không giữ được hắn. Hắn chỉ đại diện cho Lăng Tiêu Kiếm Các xuất chiến ở quần Long Thịnh Yến. Tên nhóc đó tầm mắt cao thì cao, nhưng lại trọng tình cảm hơn bất kỳ ai khác. Liễu Vân Yên đồng cảm, khẽ giọng nói, hắn thật sự không giống với những người khác. Đúng vậy. Trong mắt Mặc Linh lóe lên tia sáng, nói quần Long Thịnh Yến, yêu nghiệt trên khắp cổ vực Nam Hoa đều sẽ hội tụ, với độ tuổi của hắn chưa chắc đã có thể xếp ở hàng đầu. Nhưng khí chất trên người hắn quả thật rất hiếm thấy ở người khác, hắn thật sự không giống ai. Những người khác mà Mặc Linh nói đương nhiên là những thiên tài trên bảng Long Vân. Nàng ta từng tham gia quần Long Thịnh Yến, gặp qua rất nhiều yêu nghiệt, thậm chí nàng ta còn gặp được vài người tài giỏi hơn cả Lâm Nhất, nhưng không có ai cố chấp và kiêu ngạo giống như hắn. Rõ ràng thiên phú hắn rất tốt, rời khỏi Đại Tần giống như rồng vào vực sâu, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành đệ tử của cấp bá chủ, có thể một bước lên trời ngay lập tức, tỏa sáng tứ phương, nhưng hắn lại rất cố chấp. Thư viện thiên phủ không lọt vào mắt hắn, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ý định gia nhập bá chủ khác. Ông lão tóc trắng nói giọng nhẹ nhẹ, tùy hắn đi, con đường hắn đi tuy rất khó khăn, cựu tử nhất sinh, nhưng một khi đi ra khỏi đó, thành tựu mà hắn đạt được sẽ chấn động đất trời, ngay cả lão già này cũng không dám khẳng định. Trước mắt, thư viện thiên phủ có quan hệ tốt với hắn cũng xem như kết thiện duyên. Lời này khiến mọi người chấn động trong lòng, ánh mắt toát lên vẻ ngạc nhiên. Trên khắp cổ vực Nam Hoa, viện trưởng đại nhân cũng là một trong những người ở đỉnh cao nhất, ông ấy có thể đánh giá về Lâm Nhất như vậy đúng là khiến người ta kinh ngạc. Quay trở về sân nhà thuộc về mình, ngoài mặt Lâm Nhất trông có vẻ bình tĩnh, thật ra sâu trong nội tâm vẫn còn đang phấn khởi. Lần quan sát thần văn này đúng là thu hoạch không ít. Hắn khẽ động tâm niệm, lập tức có ánh sáng tím bùng lên, tỏa ra từ sâu trong đáy mắt hắn. Trong con người của hắn bỗng nhiên tỏa ra hung quang chói lọi, giống như man thú thượng cổ tái hiện, khiến người khác run sợ. Hắn giang hai cánh tay ra, cơ thể khẽ chuyển động, sau đó thì nghe thấy có tiếng thú gầm xa xưa vang lên. Trong tiếng thú gầm ấy, sức mạnh long tượng trên người lập tức cuộn trào không ngừng. Đây chính là uy lực của sức mạnh tam thập đỉnh sao? Lâm Nhất nắm chặt năm ngón tay, cảm nhận sức mạnh ấy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lập tức đánh ra một quyền. Dầm. Khoảnh khắc quyền mang bùng nổ, không khí trước mặt giống như sông núi nổ tung tứ phía, trong không khí không ngừng vang lên tiếng nổ. Tiếng nổ ấy giống như chiến đỉnh thời xa xưa rung lên ngay trên không trung, phát ra thánh âm vang vọng không ngừng. Đó mới chỉ là tiện tay đánh ra, hắn còn chưa thật sự sử dụng long tượng chiến thể quyết. Đây mới là long tượng chiến thể chân chính. Ánh sáng tím rồi rào trong mắt Lâm Nhất lắng xuống, dần dần biến mất,
nhưng sự tự tin trong mắt thì không hề giảm. Nếu đối diện với Tào Trấn một lần nữa, Lâm Nhất tin rằng mình sẽ không thắng một cách chật vật thảm hại như vậy. Hắn trở tay, năm ngón xòe ra, lòng bàn tay sinh ra một đốm lửa màu vàng chói mắt. Đốm lửa đó giống như hạt cát không ngừng tụ lại, chớp mắt đã biến thành một chiếc lông vũ tỏa ra ánh sáng vàng. Chính là hồn ấn bản mệnh ngưng luyện từ văn hỏa vũ của hắn, bây giờ nó lại biến đổi lần nữa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét của văn hỏa vũ. Nhìn lướt qua thì đây chính là một chiếc lông phượng, lông vũ hỏa phượng. Ánh sáng của nó, thần vận của nó chính là một chiếc lông vũ rơi rớt từ trên mình hỏa phượng. Sống động như thật, lấp lánh tỏa sáng. Ẩn chứa sức mạnh đáng sợ khiến người ta kinh hãi. Nơi nó đi qua, vạn vật bị thiêu đốt, có lẽ cảnh giới Dương Huyền Đại Thành cũng không dám tùy tiện hứng chịu uy lực của một chiếc lông vũ đó. Nếu dùng lông vũ này để vẽ hỏa phượng Liêu Nguyên Đồ, vị trí hạng 10 trong linh đồ tam phẩm của nó có lẽ sẽ nâng cao thêm mấy hạng. Nhưng cuối cùng, Lâm Nhất vẫn không quên mục tiêu của mình, cũng là mục tiêu cuối cùng hắn đến Thư viện Thiên Phủ. Sau khi thu hồn ấn bản mệnh vào huyền cung, Lâm Nhất vỗ mạnh vào túi chữ vật, bức họa tường vi đồ bay ra. Bức họa dần dần mở ra trước mặt, trong mắt thiếu niên hiện lên sự tự tin trước nay chưa từng có. Hắn sẽ đối mặt trực diện với một kiếm của thanh niên áo xanh trong bức tranh ấy. Hoa mọc từ chốn nào? Lần này nhất định phải có được đáp án. Cuộn tranh lơ lửng giữa không trung dừng lại trước mặt Lâm Nhất, từ từ mở ra. Ngay sau đó, con mãnh hổ đã từng gây chấn động trong lòng Lâm Nhất hiện hình. Đến khi cuộn tranh mở ra hoàn toàn, nhìn lướt qua chỉ thấy con mãnh hổ kia chiếm cả bức tranh. Nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nhận thấy sự tồn tại của người áo xanh. Nói chính xác hơn là có rất nhiều người không thể chịu được tác động của con mãnh hổ này, vừa mở ra liền sợ hãi đến mức vứt cuộn tranh đi. Ở trong mắt hắn, trên cuộn tranh chỉ tràn ngập khí thế vương giả tựa như con mãnh hổ này có thể nuốt chửng núi sông. Nhưng khi có người chịu được khí thế mãnh hổ này, tranh sẽ đột nhiên thay đổi, con mãnh hổ tràn ngập vương uy có thể nuốt chửng tinh hà nhật nguyệt lập tức biến thành nhân vật phụ. Nó trở nên hiền lành, nhắm mắt ngửi hương hoa tường vi trong lòng bàn tay người áo xanh. Hương hoa lan tỏa ra khắp nơi, người áo xanh tay phải cầm kiếm, tay trái cầm hoa tường vi dần hiện ra khuôn mặt thật. Đây cũng là hình ảnh mà Lâm Nhất đã nhìn thấy, hắn đã nhìn thấy hình ảnh này vô số lần. Hắn biết một lát nữa đóa hoa trong lòng bàn tay người nọ sẽ bay lên, người áo xanh sẽ biến thành nhân vật chính tuyệt đối trong tranh, chỉ là hình ảnh sẽ càng lúc càng mơ hồ. Nếu không có trình độ linh văn sẽ hoàn toàn không thể thấy rõ. Đúng như dự đoán, chỉ một lát sau, khung cảnh trong tranh dần xuất hiện sương mù, giữa những đám mây mù chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mặc áo xanh mơ hồ. Lâm Nhất nheo mắt nhìn kỹ, cùng lúc đó hồn ấn bản mệnh nơi huyền cung phát ra ánh sáng, hồn lực nhẹ nhàng dao động, chậm rãi phát tán ra từ trên người hắn. Hoa mọc từ chốn nào? Thấy rõ rồi. Hình ảnh trước mắt từ mơ hồ trở nên rõ ràng, người áo xanh cầm kiếm đang tự lẩm bẩm, đóa tường vi trong tay nhẹ nhàng bay lên, tay phải cầm kiếm bắt đầu múa may. Hoa rơi xuống mũi kiếm tỏa ánh hào quang chói lóa. Lúc này người áo xanh thong dong, yên tĩnh như mặt nước, một khí thế vô tận bùng nổ trên người hắn ta, mạnh hơn rất nhiều lần so với con mãnh hổ có thể nuốt chửng núi sông lẫn nhật nguyệt tinh hà kia. Ánh sáng của một nhát kiếm chiếu rọi cả núi sông. Đóa tường vi trên mũi kiếm nở rộ, hàng vạn tia sáng bừng lên, xung quanh sáng ngời hơn cả vì sao, có thể tranh sáng với mặt trời và mặt trăng, như thể một khi nhát kiếm này chém xuống, núi sông vạn dặm cũng sẽ rung chuyển. Khi hắn thu kiếm lại, muôn hoa rơi xuống khoe màu đua sắc. Bỗng người áo xanh ngoảnh đầu lại cười một tiếng cười trăm hoa thất sắc. Tầm mắt hắn ta xuyên qua bức tranh, nhìn thẳng vào mắt Lâm Nhất. Ánh mắt ấy sắc bén như kiếm, thoáng chốc xuyên qua bức tường thời không, khiến trái tim Lâm Nhất chợt thắt chặt lại. Đến rồi. Chính là nhát kiếm này, nhát kiếm có thể xuyên tranh ra ngoài mà lần nào cũng làm Lâm Nhất không thể cản được, khiến hắn không thể tìm ra sức hấp dẫn chân chính của kiếm pháp này, mãi không biết được đóa hoa này mọc từ chốn nào. Thình thịch. Tim Lâm Nhất đập thình thịch, giờ phút này hắn vô cùng căng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Thậm chí trán còn đổ mồ hôi to như hạt đậu, từng giọt toát ra ngoài.
Tâm trạng thấp thỏm hoàn toàn không thể che giấu. Không còn cách nào khác nữa, tâm trạng này không phải do Lâm Nhất có thể kiểm soát. Hắn thực sự không nhớ rõ mình đã bị nhát kiếm xuyên tranh ra ngoài này dọa cho sợ chết khiếp bao nhiêu lần. Lần này hắn rất may mắn, thu hoạch được kỳ ngộ lớn lao từ trong bán đạo thần văn kia. Bất luận là trình độ linh văn hay kiếm uy của bản thân đều tăng lên một bậc. Hắn đã mạnh hơn xưa, nếu vẫn không thể cản được thì bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển. Sự thất bại và thất vọng ấy sẽ gây tác động nặng nề đến lòng tự tin của hắn. Lâm Nhất không quan tâm đến nhiều thứ, nhưng chỉ cần là những thứ thật sự quan tâm, quyết tâm chiến thắng của hắn, sự cố chấp và kiêu ngạo của hắn, không ai có thể so sánh với hắn. Răng rắc. Tiếng cuộn tranh rách vang lên, người áo xanh ngoảnh đầu cười một tiếng, kiếm chém ra, hắn ta nhảy lên không trung, nhất thời hoa bay đầy trời, núi sông bao la xuyên tranh ra ngoài cùng với nhát kiếm của hắn ta. Con người Lâm Nhất đột nhiên co rụt, khi cuộn tranh kia hoàn toàn vỡ nát, cả thế giới dường như cũng nứt toác ra, vỡ thành từng mảnh nhỏ như thủy tinh. Thời gian đóng băng, thế giới đứng yên, mạch suy nghĩ của Lâm Nhất ngừng hẳn, môi hắn khẽ nhếch, muốn mở không được. Muốn đóng cũng không xong. Trái tim đập loạn chợt dừng. Không thể nhúc nhích, không thể thở nổi. Nỗi sợ hãi tột cùng đánh úp lại. Trong nhận thức yếu ớt của Lâm Nhất, bóng tối vô tận đang kéo đến, ánh sáng trong thế giới của hắn nhỏ dần lại. Trong nháy mắt, bóng tối vô tận như tử thần địa ngục muốn nuốt chửng hắn. Sắp chết rồi ư. Chết tiệt. Lâm Nhất không ngờ ngay cả khi thực lực bản thân đã thoát thai đổi cốt. Hắn vẫn sợ hãi khi đối mặt với nhát kiếm này, khiến cho tình hình trước mắt trở nên không thể đoán trước, sự không cam lòng dâng lên ở nơi sâu trong lòng hắn. Không thể chết, không thể chết, không thể chết. Nhưng tiếng hét thầm lặng này không có tác dụng gì cả, bóng tối lập tức nuốt chửng hắn hoàn toàn. Cả thế giới trở nên yên lặng, Lâm Nhất không còn cảm giác gì nữa, hắn chỉ có thể cảm nhận được ý thức của mình đang dần rơi xuống vực sâu nào đó. Nhưng khi hồn phách của hắn sắp bị uy lực của nhát kiếm này nuốt chửng, hồn ấn Phượng Vũ ở huyền cung đột nhiên bùng cháy lên ngọn lửa màu vàng. Trong ánh hào quang lấp lánh bốc lên ngọn lửa toát ra uy áp thần văn. Ầm. Khi ngọn lửa bay lên, bóng tối vô tận bị uy áp thần văn quét sạch, tầm mắt của Lâm Nhất lập tức khôi phục rõ ràng. Đập vào mắt là một bóng người đang lao tới, Lâm Nhất giật mình, không kịp phản ứng nên bị đối phương bắt lấy cổ tay rồi kéo mạnh một phát. Soạt. Cơ thể Lâm Nhất không di chuyển, nhưng hắn lại có cảm giác như đối phương đang kéo cả hồn phách lẫn ý thức ra khỏi cơ thể hắn. Trong lúc đang mờ mịt quan sát xung quanh thì có hai người đáp xuống trước mặt hắn, gồm một nam một nữ. Người nam tử mặc áo xanh, tay cầm kiếm táng hoa, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời xanh không mây, đường nét khuôn mặt rõ ràng, hoàn mỹ không một tì vết như ngọc, khôi ngô tuấn tú, tinh hoa đất trời. Tất cả những từ hay trên thế gian dường như đều không xứng để miêu tả phong thái của hắn ta. Là hắn ta. Lâm Nhất thì thầm trong lòng, đây chính là người áo xanh mà hắn đã gặp vô số lần trong cuộn tranh, chỉ là không ngờ người này lại tuấn tú như thế, tựa như tiên giáng trần. So với hắn ta, nữ tử bên cạnh còn khiến Lâm Nhất rung động hơn. Đó là một vẻ đẹp chỉ thuộc về trần gian, giản dị tự nhiên, thoạt nhìn không có cảm giác chấn động. Nhưng càng nhìn sẽ càng đắm chìm trong đó không thể cưỡng được. Hai người một tiên một phàm, nhưng cả hai đều có phong thái riêng không thua kém nhau. Khi Lâm Nhất đang quan sát, người áo xanh kéo tay nữ tử bước nhanh về phía hắn. Hóa ra vừa rồi không phải kéo tay mình, không ổn, họ đang đi về phía mình. Khi Lâm Nhất đang bối rối, họ lại đi xuyên qua người hắn. Lâm Nhất chợt sửng sốt, nhận ra mình đang ở trong tranh. Người trong tranh chỉ là một đoạn ký ức cách đây rất lâu, không phải là người thật. Đến khi hắn xoay người lại, người áo xanh đã cầm kiếm múa, còn nữ tử thì im lặng đứng xem, nàng ấy cười nhẹ, thì thầm, hoa mọc từ chốn nào. Vừa nghe thấy giọng nàng ấy, Lâm Nhất lập tức kích động như gặp được thần tiên. Giọng nói này tựa dòng suối chảy, nước va vào núi đá tạo ra âm thanh động lòng người. Người áo xanh nghe vậy bèn cười một tiếng. Kiếm chém ra, trăm hoa nhảy múa trên mặt đất bay lên không trung, chỉ có một đóa tường vi rơi vào mũi kiếm. Ngay khi đóa hoa tường vi đáp xuống mũi kiếm,
ánh sáng tường vi nở rộ khiến cho trăm hoa trên thế gian đều bị lu mờ. Sự sắc bén nơi mũi kiếm cùng với ánh sáng tường vi này đạt tới một mức độ khiến người ta kinh hãi, như thể núi sông cũng có thể bị kiếm của hắn ta đâm xuyên. Ta đến từ nơi nào? Nụ cười trên mặt nữ tử trở nên rạng rỡ hơn, nàng ấy lại nhẹ giọng lẩm bẩm. Người áo xanh vung kiếm, thân hình biến ảo, chỉ chốc lát đã không còn thấy bóng dáng người áo xanh trong vùng không gian này nữa, chỉ có đóa hoa kia, chỉ có đóa tường vi trên mũi kiếm kia vỡ thành vô số mảnh hoa. Cánh hoa biến thành một cơn bão. Ong ong ong. Cánh hoa tạo thành bão táp, trong lúc xoay tròn phát ra tiếng kiếm ngân vang vọng khắp thiên hạ. Núi rộng sông dài, lá xanh gió thổi. Khi cơn bão tan đi, kiếm quang lại xuất hiện, lúc này Lâm Nhất mới biết người áo xanh vẫn luôn ở đây, chỉ là giấu mình trong làn kiếm thế mênh mông kia. Tia kiếm quang tái hiện này phát ra tiếng kiếm ngân vang dội, còn kiếm thế mênh mông kia lại như con sông trong tay người áo xanh, còn lượn quanh núi rộng, kéo dài vô tận. Một cơn gió mát thổi qua nhưng không còn thấy núi sông nữa, chỉ có vài chiếc lá rụng bay theo gió. Trong thế giới rộng lớn này, chiếc lá này trông thật nhỏ bé biết bao, nhưng nó lại không ngừng đong đưa trong gió. Trước mắt Lâm Nhất bừng sáng, nhát kiếm này có lớn đến nhỏ, có tính đến động, ý cảnh thay đổi khiến người ta phải cảm thán. Hoa bay nhẹ như mộng, mưa rơi nhẹ như sầu, đôi môi đỏ của nữ tử mở ra, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo tựa chim mỏi tung cánh. Kiếm thế xoay chuyển, kiếm quang mù mịt như cánh hoa héo tàn nhẹ nhàng bay múa, trong cơn mưa phùn, kiếm quang càng thêm linh động và dày đặc, đánh vào giọt mưa phát ra tiếng ngọc vỡ cực kỳ vui tai. Nhân gian không còn gì nữa, chỉ xin tặng người chiếc vó ngựa trắng, lúc này giọng nói của nữ tử trở nên kiên định, nhưng trong sự kiên định lại hàm chứa tình cảm dịu dàng, thế nhưng nhân gian lại chẳng đoái hoài. Kiếm thế như mưa phùn của người áo xanh lập tức vang vọng, dao động mãnh liệt, tràn ngập bá khí. Ta đến từ trên trời. Trong làn kiếm thế dao động mãnh liệt và tràn ngập bá khí, bóng dáng mờ ảo của người áo xanh trước đó đột nhiên trở nên rõ ràng. Trong tiếng hét điên cuồng, hắn ta từ trên trời rơi xuống chém một nhát kiếm, chém cả nghìn quân vạn mã và núi sông bao la. Hoa mọc từ trong lòng bàn tay. Người áo xanh trở tay, kiếm táng hoa đâm xuống mặt đất trước mặt sau đó rung không ngừng. Hắn ta lật tay lại xòe ra, một nụ hoa từ từ nở rộ trong lòng bàn tay, kiếm táng hoa dán sát vào cánh tay phải, hắn ta chỉ chậm chậm giơ tay trái lên. Ầm ầm. Trong lúc giơ tay lên và nụ hoa nở ra, kiếm ý đáng sợ trên người hắn ta không ngừng tăng mạnh, khiến người ta không mở mắt nổi. Cả vùng không gian đều chấn động kịch liệt trước kiếm ý này. Nhất niệm trần tận quang sinh. Nụ hoa trong lòng bàn tay nở rộ. Người áo xanh nhướng mày, đôi mắt sáng ngời, lạnh giọng quát, chiếu phá sơn hà vạn đóa. Đóa hoa trong lòng bàn tay lập tức tỏa sáng, người áo xanh bị bao phủ bởi ánh sáng này, kiếm uy lớn mạnh giống như mặt trời chiếu sáng cả thế giới này. Kiếm tâm thông suốt sáng tỏ, đợi đến khi bụi tan sẽ có mặt trời chiếu sáng hàng vạn núi sông. Ánh sáng ấy sẽ càng lúc càng sáng, đến mức khiến Lâm Nhất không mở mắt ra được. Khi kiếm quang chiếu phá núi sông vạn đóa kia chiếu vào mặt, Lâm Nhất lập tức cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ đẩy hắn ra ngoài. Bước chân Lâm Nhất lảo đảo, hắn ngẩng đầu lên nhìn, cuộn tranh lơ lửng trước mặt chao đảo như sắp rơi xuống. Hắn vội vàng phất tay, cuộn tranh lập tức cuộn lại, được Lâm Nhất cầm chặt trong tay. Lâm Nhất im lặng một lúc thật sâu, cầm cuộn tranh ngẩn ngơ suy nghĩ. Một lát sau, vẻ thất vọng mới hiện lên trên mặt Lâm Nhất, ánh mắt của hắn vẫn còn chìm đắm trong sự lo sợ. Hoa mọc từ chốn nào? Ta đến từ nơi nào? Núi rộng sông dài, lá xanh gió thổi. Hoa bay nhẹ như mộng, mưa rơi nhẹ như sầu. Nhân gian không còn gì nữa, chỉ xin tặng người chiếc vó ngựa trắng. Ta đến từ trên trời. Hoa mọc từ trong lòng bàn tay. Nhất niệm trần tận quang sinh, chiếu phá sơn hà vạn đóa. Chấm chấm chấm. Người áo xanh chém một nhát kiếm xuyên tranh ra ngoài, nhưng cũng cho Lâm Nhất cơ hội đi vào trong tranh để khám phá, chỉ là không ngờ khi chứng kiến phong thái hoàn chỉnh của nhát kiếm này lại chấn động như thế. Hồi lâu sau, vẻ sợ hãi không còn trong mắt Lâm Nhất nữa mà thay vào đó là ánh sáng rực rỡ, hắn nói một cách vô cùng kiên định,
ta nhất định phải học được kiếm pháp này. Kiếm pháp trong cuộn tranh mạnh đến đáng sợ, không có tên gọi cũng không có phẩm cấp. Lâm Nhất đoán đó không phải kiếm pháp do người áo xanh tự tạo ra. Hắn ta và nữ tử kia thần giao cách cảm, lấy thơ làm kiếm, nhẹ nhàng tung chiêu. Đây chỉ là một số hình ảnh trong ký ức của hắn ta, những hình ảnh rất quý giá. Đối với người áo xanh, có lẽ nữ tử trong tranh còn quan trọng hơn kiếm pháp, hắn ta chỉ dùng thanh kiếm trong tay để nhớ về người xưa. Nhưng suy cho cùng, kiếm pháp mà người áo xanh tiện tay để lại này lại thật đáng kinh ngạc, chấn động như gặp được thần tiên. Tạm gọi kiếm pháp này là Trần Quang kiếm pháp vậy. Lâm Nhất lẩm bẩm, hai chữ Trần Quang lấy từ câu nói cuối cùng do người áo xanh để lại, nhất niệm Trần tận quang sinh, chiếu phá sơn hà vạn đóa. Trần Quang, bụi trần tan biến, hào quang tỏa sáng. Về phần phẩm cấp thì Lâm Nhất không đoán được, mặc dù kiếm pháp này mạnh một cách đáng sợ, nhưng người áo xanh chỉ nhẹ nhàng thi triển, còn ở trong tay Lâm Nhất lại có thể so sánh với bá kiếm. So với bá kiếm, Trần Quang kiếm pháp chú trọng ý cảnh chỉnh thể hơn, trong lúc bâng quơ chỉ nhìn thoáng qua sẽ toát ra bá khí vô tận. Sau khi tu luyện từng chiêu một của cả bộ kiếm pháp, có thể cảm nhận được rõ kiếm tâm đang dần trưởng thành. Đợi đến khi Trần tận quang sinh, chỉ cần nhất niệm là đóa hoa sinh trong kiếm tâm sẽ chiếu sáng cả núi sông. Đây là một loại ý cảnh liền mạch, cần phải tu luyện cả bộ mới có thể đạt được sức mạnh tương ứng, hoặc mới có thể đạt tới mục đích thanh lọc kiếm tâm, bụi trần tan biến. Về phần bá kiếm, mỗi chiêu thức đều là sát chiêu. Mỗi chiêu kiếm đều là sát chiêu, mỗi thức đều ẩn chứa bá khí vô tận, chiêu pháp sẽ có thay đổi, nhưng bá khí ấy không bao giờ biến mất, chiêu kiếm càng về sau càng mạnh. Một lát sau, Lâm Nhất ngừng suy nghĩ, ánh mắt hắn nhìn vào cuộn tranh trong tay. Có tia khác thường xẹt qua trong mắt Lâm Nhất, hắn có một suy đoán, có lẽ nỗi nhớ nhung của người áo xanh chứa đựng trong cuộn tranh này đều là những ký ức quan trọng với hắn ta. Hồng Lão từng nói, người trong tranh chính là Nam Đế. Chỉ là Lâm Nhất chưa từng nghe nói về Nam Đế, cổ vực Nam Hoa không có dấu vết tồn tại của Nam Đế, thậm chí hắn chưa nghe người khác nhắc tới cái tên này bao giờ. Chắc là có liên quan đến tầm nhìn và thực lực của mình. Lâm Nhất cất cuộn tranh đi, tạm thời không nghĩ tới nó nữa, những bí mật còn lại trong tranh để sau này rồi tìm hiểu. Bây giờ phải tìm nơi để tu luyện Trần Quang kiếm pháp, rõ ràng viện này không thích hợp cho lắm. Chấm chấm chấm. Ba ngày sau, trong sơn mạch Linh Mộc. Trong thư viện Thiên Phủ, Linh Mộc Phong chỉ là một ngọn núi của sơn mạch Linh Mộc, trên thực tế sơn mạch này rất dài. Sâu trong sơn mạch luôn có sương mù, khí độc mù mịt và yêu thú hoành hành. Ngày thường có rất nhiều đệ tử thư viện vào đây thí luyện, nhưng họ sẽ không đi sâu vào trong. Nắng vàng rực rỡ trên trời chiếu xuống sương mù tạo thành dải lụa màu đẹp mắt, dải lụa màu phát ra ánh sáng thay đổi liên tục từ đỏ, đỏ cam đến xanh lục, trông khá mơ mộng. Nếu các đệ tử thư viện nhìn thấy dải lụa màu này thì sẽ dừng lại không vào. Đó là khu vực trung tâm. Có yêu thú cảnh giới dương huyền, cảnh giới âm dương, thậm chí là cảnh giới thiên phách ở trong đó, ngay cả trưởng lão thư viện cũng không dám tùy tiện đi vào. Trên một ngọn đồi nhỏ hoang vu trong khu vực bao phủ bởi dải lụa màu có một thiếu niên áo xanh đeo hộp đựng kiếm, đứng chắp tay. Không cần phải nói, thiếu niên này chính là Lâm Nhất. Nơi này rất nguy hiểm, ít người lui tới, nhưng lại là một nơi luyện kiếm tuyệt vời đối với Lâm Nhất. Trong mắt hắn tràn đầy sắc bén, kiếm ý tiên thiên đại thành mênh mông nằm sâu trong mắt hắn, sôi trào như ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Lâm Nhất nhìn ra phía xa, dưới chân núi cách đây mấy nghìn mét có hai con yêu thú đang đánh nhau kịch liệt. Đó là hai con yêu thú cảnh giới dương huyền đại thành, hơn nữa đều có thực lực bá chủ. Những con yêu thú này có ý thức lãnh thổ rất mạnh. Một khi gặp nhau sẽ khó tránh khỏi cắn xé nhau cho đến khi nào có một con chết mới chịu ngừng. Dù sao Lâm Nhất cũng đã từng đi lịch luyện nhiều lần, hắn thường xuyên gặp cảnh này nên rất bình tĩnh. Gâu gâu. Một tiếng chó sủa trầm thấp vang vọng khắp bốn phía như tiếng sấm. Lâm Nhất đứng trên đỉnh núi còn có thể cảm nhận được tầng mây chấn động, xảy ra dị tượng. Đó là một con ma khuyển bạc có thân trên mọc đầy gai xương nhọn. Nếu hắn nhớ không lầm thì nó thường được võ giả gọi là thiết cốt ma khuyển. Vì toàn thân con ma khuyển này hầu như không có thịt,
da dính vào xương nên có sức phòng ngự đáng kinh ngạc, ngay cả bảo khí bình thường đánh vào người nó cũng chỉ bắn ngược lại, không làm gì được nó. Nhưng như vậy sẽ kích thích tính hung tàn của nó. Loại yêu thú này rất khó đối phó, nếu người thường gặp phải thì sẽ chạy ngay, không dám ở lại. Bởi vì con yêu thú này rất ít khi đi một mình. Phụt! Bên dưới lại có một tiếng thét thảm chói tai vang lên, là đối thủ của con thiết cốt ma khuyển này bị gai xương nhọn đâm vào ngực, sau đó nó nhanh chóng cắn vào cổ họng con yêu thú này, trong nháy mắt đã có kết quả thắng bại. Người thắng sống, kẻ thua chết. Luật rừng giữa yêu thú với nhau tàn khốc và đẫm máu như vậy. Thịch 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 thịch. Khi con thiết cốt ma khuyển này thắng lợi hét lên, hơn 10 con thiết cốt ma khuyển khác chạy tới từ xung quanh. Tất cả chúng đều có tu vi cảnh giới Dương Huyền Đại Thành, chỉ là không có thực lực bá chủ, chắc hẳn con thiết cốt ma khuyển màu bạc này là thủ lĩnh của một bộ tộc. Lâm Nhất lầm bầm, có thể dễ dàng giết được đối thủ bá chủ như thể cùng đáng để mình xuất kiếm. Nếu người ngoài nghe được ý nghĩ táo bạo này chắc chắn sẽ cười nhạo hắn ăn nói ngông cuồng. Yêu thú cảnh giới Dương Huyền Đại Thành đã đủ đáng sợ, huống hồ nó còn có thực lực bá chủ, hơn nữa còn là một con thiết cốt ma khuyển. Ngay cả nhân tài cảnh giới Dương Huyền Đại Thành cũng dám làm càn như vậy. Khi bầy thiết cốt ma khuyển đang định chia xác con yêu thú kia ra để ăn, Lâm Nhất từ trên trời hạ xuống. Ở độ cao mấy nghìn mét, hắn như một thanh trường kiếm sắc bén xuyên qua không khí, vững vàng đáp xuống mặt đất. Những đôi mắt đỏ tươi lập tức đổ dồn vào Lâm Nhất, chúng phát ra tiếng gầm gừ cực kỳ không thân thiện. Đôi mắt của con thiết cốt ma khuyển màu bạc đỏ rực như sắp rỉ máu ra ngoài. Nhưng con thiết cốt ma khuyển vừa mới giết chết đối thủ này lại thận trọng áp sát nửa thân trên xuống mặt đất, trí tuệ thông minh nói với nó rằng thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước mặt này không dễ chọc. Nhưng nếu không thể tránh khỏi đánh nhau thì phải giết nhanh thắng nhanh, nếu không sẽ rất khó đối phó. Hú, hú, hú. Con thiết cốt ma khuyển màu bạc không di chuyển, nhưng hơn 10 con thiết cốt ma khuyển đằng sau nó lại hung ác gầm rú sau khi được nó ra hiệu. Một bầy yêu thú cảnh giới Dương Huyền Đại Thành gầm rú như vậy toát ra yêu uy khủng khiếp, sát khí đằng đằng. Yêu sát cuồn cuộn kéo đến tựa sóng biển mênh mông vỗ dữ dội, muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ ở phía trước. Lâm Nhất đứng yên bất động, chỉ để mặc cho uy áp yêu sát bao trùm lên mình. Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trong mắt con thiết cốt ma khuyển màu bạc, đang phải đối mặt với yêu uy đáng sợ như thế là người trước mặt này lại đứng yên bất động. Nó lạnh lùng nhìn Lâm Nhất, nhưng trong mắt lại có chút không cam lòng, cái xác to bằng ngọn núi nhỏ này là chiến lợi phẩm của nó. Thế nhưng bây giờ lại phải chia cho những con khác. Nhưng khi nó xoay người định bỏ đi, hai chân lại dẫm mạnh xuống mặt đất, bất ngờ quay lại bổ nhào qua. Vù! Tốc độ cực nhanh này khiến nó trông như một tia chớp bạc lao thẳng về phía Lâm Nhất. Cùng lúc đó, hơn 10 con hung thú còn lại cũng đồng loạt xông tới. Đi chết đi! Táng hoa ra khỏi vỏ phát ra tiếng leng keng, kiếm ý tiên thiên đại thành ở sâu trong mắt Lâm Nhất lập tức phun trào ra ngoài. Một kiếm, bùm! Trong tiếng nổ rung trời, con ma khuyển màu bạc lao tới như tia chớp kia bị nhát kiếm này đánh văng ra xa với một tốc độ nhanh hơn nữa. Sau khi ngã xuống đất, cơ thể khổng lồ của nó tạo thành một cái hố to, mặt đất không ngừng rung chuyển. Ầm. Nó văng ra thật xa, cơ thể khổng lồ còn nảy trên mặt đất vài lần, cuối cùng văng ra thêm mấy trăm mét, và gãy một cây đại thụ cao nghìn trượng mới ngừng lại. Khi thấy hơn 10 con thiết cốt ma khuyển kia nhân cơ hội này xông về phía hắn, một cơn gió mát thổi qua, Lâm Nhất nhẹ nhàng dẫm chân xuống đất rồi bật nhảy lên không trung. Hoa mọc từ chốn nào? Một đóa tường vi nở rộ trên mũi kiếm, táng hoa khẽ múa, kiếm quang xoay tròn mấy vòng như du long. Hơn 10 con thiết cốt ma khuyển kia còn chưa tới gần đã bị đánh văng ra xa, trên làn da dính vào xương đều để lại vết kiếm rất sâu, xương cốt gần như đứt lìa. Sau khi ngã xuống đất, chúng liên tục kêu rên, vô cùng đau đớn. Vù! Con ma khuyển bạc bị Lâm Nhất đánh bay đầu tiên rất ngoan cố. Nó không đợi Lâm Nhất thu kiếm đã tiếp tục xông lên bất chấp vết thương trên người, nhắm vào góc chết của Lâm Nhất để cắn. Góc độ rất xảo trá, kiếm khách bình thường sẽ bị xé thành hai nửa ngay nếu không phản ứng kịp. Ta đến từ nơi nào? Lâm Nhất cười khẩy,
trở tay cầm kiếm đâm ra, thân hình biến ảo, chỉ chốc lát không còn nhìn thấy bóng dáng Lâm Nhất trong không gian này nữa, chỉ có đóa tường vi trên mũi kiếm vỡ vụn, biến thành một cơn bão. Trong cơn bão, cánh hoa va chạm với nhau phát ra tiếng kiếm ngân vang vọng. Bùm! Trong nháy mắt đã đánh bay con thiết cốt ma khuyển màu bạc kia, cánh hoa cứa vào tạo thành vô số vết thương trên người nó. Núi rộng sông dài, lá xanh gió thổi. Không đợi ma khuyển bạc ngã xuống đất, một cơn gió mát thổi qua, kiếm quang lại xuất hiện. Nhát kiếm này từ lớn đến nhỏ, từ tĩnh đến động, hiện ra con sông uốn quanh núi, lại có lá rụng bay theo gió, kiếm thế cuồn cuộn kéo tới. Máu tươi bắn ra, mỗi nhát kiếm hạ xuống đều chém đứt một miếng xương của con ma khuyển bạc này. Hoa bay nhẹ như mộng, mưa rơi nhẹ như sầu. Nhân gian không còn gì nữa, chỉ xin tặng người chiếc vó ngựa trắng. Kiếm thế lại xoay tròn, kiếm quang tựa cánh hoa héo tàn nhẹ nhàng bay múa, trong cơn mưa phùn càng thêm nhẹ nhàng linh động. Tiếng răng rắc không ngừng vang lên, xương cốt vỡ vụn liên tục bị cắt gọt như mạt cưa gỗ. Trong tích tắc, con thiết cốt ma khuyển nổi tiếng với sức phòng ngự, còn là một con thiết cốt ma khuyển cấp bậc bá chủ này cứ thế bị vô số tia kiếm quang của Lâm Nhất chém không còn lại gì, chỉ có mảnh xương vụn bay đầy trời như mạt cưa gỗ. Đến khi kiếm thế vang vọng trở nên dao động mãnh liệt, bá khí vô tận, mạt cưa gỗ lập tức biến thành bụi phấn. Hơn 10 con thiết cốt ma khuyển vừa giãy giụa đứng lên nhìn thấy cảnh thủ lĩnh của mình bị chém thành bột phấn thì hết sức kinh hãi, nhưng chúng đột nhiên xông về phía Lâm Nhất như nổi điên. Ta đến từ trên trời. Phụt. Kiếm thế mênh mông dao động, bóng dáng Lâm Nhất vốn đang mơ hồ đột nhiên trở nên rõ ràng. Một nhát kiếm chém ra, những nơi nó đi qua, 5 con thiết cốt ma khuyển lập tức bị chém thành hai nửa. Hoa mọc từ trong lòng bàn tay. Trên không trung, Lâm Nhất đáp xuống đất rồi trở tay hất lên, kiếm táng hoa đâm xuống mặt đất trước mặt, sau đó hắn lật tay lại xòe ra, một nụ hoa chợt xuất hiện trong lòng bàn tay. Khi hắn giơ tay lên, nụ hoa kia chậm rãi nở rộ, kiếm ý kinh khủng trên người Lâm Nhất không ngừng tăng mạnh, khiến người ta không mở mắt nổi. Trước kiếm ý này, mặt đất rung chuyển kịch liệt, những con thiết cốt ma khuyển còn lại sợ hãi, điên cuồng chạy trốn. Nhất niệm trần tận quang sinh, chiếu phá sơn hà vạn đoá. Lâm Nhất hét lớn một tiếng, đóa hoa trong lòng bàn tay phát ra ánh sáng, kiếm uy sáng rực như mặt trời trên đất bằng. Ánh sáng này càng lúc càng sáng, đến khi đạt tới giới hạn thì nổ tung. Trong phạm vi 5.000 mét, ở cuối tầm mắt, trên ngọn đồi thấp, cây cổ thụ chọc trời và những con thiết cốt ma khuyển không chạy kịp kia. Tất cả đều biến thành cho trong nháy mắt. Những cây cổ thụ chọc trời, địa hình đồi núi chập trùng trước đó trong phạm vi 5.000 mét đều biến mất, trừ Lâm Nhất ra thì chẳng còn lại thứ gì, trống trải không một tiếng động, chỉ có tiếng kiếm vù vù. Lâm Nhất thở một hơi thật dài, bật hơi như rắn, kéo dài không dứt. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua xung quanh, con người không ngừng co rụt, uy lực đáng sợ như vậy khiến hắn kinh hãi. Hắn hoàn toàn không ngờ khi thi triển toàn bộ kiếm pháp do người áo xanh để lại sẽ có uy lực kinh thiên động địa như vậy. Hắn chỉ mới tu luyện trần quang kiếm pháp này được 3 ngày thôi. Nói tới cũng lạ thật, rõ ràng chỉ mới tu luyện 3 ngày, nhưng tất cả những tinh diệu của kiếm pháp này dường như đều in sâu vào trong đầu hắn. Như thể sau khi hắn vào tranh khám phá, những ký ức mà người áo xanh để lại trong tranh đã đổi thành ký ức của hắn. Cảm giác này rất huyền diệu, như là khi ra tay, mỗi chiêu thức của trần quang kiếm pháp đều có sẵn ký ức. Không phải 3 ngày, không phải 3 tháng, còn hơn cả 3 năm. Bá kiếm cũng rất kinh khủng, mỗi chiêu mỗi thức hắn phải tu luyện một thời gian rất dài, nhưng trần quang kiếm pháp lại hoàn toàn khác, không hề giống với những kiếm pháp hay quyền pháp mà hắn tu luyện trước đây. Lâm Nhất ngừng suy nghĩ, đưa mắt nhìn kiếm táng hoa trước mặt mình. Sau đó nắm lấy nó rút ra. Ong! Kiếm ý phát ra tiếng vù vù, Lâm Nhất lẩm bẩm, kiếm pháp này thật sự rất mạnh, hình như kiếm ý tiên thiên của mình đã có tiến bộ một bậc. Hoa mọc từ chốn nào? Ta đến từ nơi nào? Lúc trước hắn không biết câu trả lời, nhưng bây giờ đã biết, hoa chính là kiếm tâm như hoa, mềm mại như hoa, cũng đẹp như hoa, không dính một hạt bụi trần. Hoa mọc từ chốn nào, có nghĩa là tại sao lại luyện kiếm?
Ta đến từ nơi nào, có nghĩa là kiếm hướng về đâu? Tại sao lại luyện kiếm? Chỉ vì phá tan bụi trần, để tâm trong sạch thanh tịnh. Kiếm hướng về đâu? Tất nhiên là thẳng tiến không lùi, không sợ sinh tử. Không cần biết người áo xanh trả lời như thế nào, đây là câu trả lời của Lâm Nhất. Trong quá trình tu hành kiếm pháp này sẽ từng bước làm Lâm Nhất thấy rõ kiếm tâm của mình, tôi luyện kiếm ý của bản thân. Nếu đổi thành nữ tử tu luyện kiếm pháp này thì nên chú trọng, nhân gian không còn gì nữa, chỉ xin tặng người đóa vân môn trắng. Thế gian có loài hoa tên là vân môn, hoa vân môn trắng có ý nghĩa là tình yêu thuần khiết. Nhân gian đương nhiên không thể không còn gì, nhưng đối với nữ tử kia, thứ mà nàng ấy có thể tặng cho người áo xanh chỉ có tình yêu, tất cả mọi thứ trên thế gian đều không bằng đóa vân môn trắng này. Trong chớp mắt, hắn đã ở lại trong sơn mạch linh mộc 7 ngày. Trên đỉnh núi hoang, mây mù lượn lờ, gió thổi xào xạc, Lâm Nhất ngồi khoanh chân, bình minh chưa lên, trước khi ánh nắng ban mai buông xuống, thiếu niên chậm rãi mở mắt ra, con ngươi đen tuyền, sáng như đá quý như đã thanh lọc duyên hoa. Trước mặt là mây mù dày đặc cuồn cuộn như sóng biển, sâu trong mắt Lâm Nhất cũng có biển mây bao la, không nhìn thấy bờ. Đó không phải ảnh biển mây phản chiếu mà là kiếm ý hùng hậu của Lâm Nhất. Kiếm ý này mênh mông như biển. Sâu như vực thẳm, cảm giác như vô tận. Không ngờ trong vòng 7 ngày kiếm ý tiên thiên lại đạt tới cảnh giới viên mãn. Lâm Nhất đứng dậy, lòng khẽ nhẩm niệm, kiếm ý mênh mông sâu trong mắt hắn mới lặng lẽ giấu đi. Trong 7 ngày qua, hắn đã tu luyện Trần Quang kiếm pháp ở khu vực trung tâm của sơn mạch linh mộc này. Ngoại trừ kiếm pháp càng thêm thuần thục, uy lực cũng không mạnh lên nhiều, nhưng kiếm tâm của hắn lại sáng tỏ hơn. Đến ngày hôm nay, kiếm ý tiên thiên đại thành đã đạt đến cảnh giới viên mãn khó bề tưởng tượng. Kiếm ý chia thành cửu phẩm, kiếm ý tiên thiên chỉ mới là nhập môn, trên tiên thiên còn có kiếm ý thông linh. Nhưng số người nắm giữ kiếm ý thông linh rất ít, nhìn khắp cổ vực Nam Hoa cũng không được mấy người, có hay không còn là một truyền thuyết. Lâm Nhất cũng không ép buộc mình, thay vì thăng cấp kiếm ý, hắn càng thích thuận theo tự nhiên hơn. Trần Quang kiếm pháp này thật huyền diệu. Nhưng bây giờ đã đến lúc trở về rồi. Lâm Nhất xoay người về phía Linh Mộc Phong. Khi hắn xoay người đi, khe rãnh thật dài trong biển mây mênh mông mới chậm rãi khép lại. Nó giống như khe rãnh do kiếm tạo ra, rõ ràng là dị tượng do cái liếc mắt của Lâm Nhất vừa rồi tạo thành. Nếu là người thường, chỉ cần nắm giữ kiếm ý tiên thiên tiểu thành đã đủ mừng như điên. Nhưng lúc này kiếm ý tiên thiên đã đạt tới cảnh giới viên mãn kinh khủng. Nhưng tâm Lâm Nhất lại bình tĩnh như nước, không chút gợn sóng. Bởi vì sau khi chứng kiến phong thái và khí phách của người áo xanh trong tranh, trong lúc vô hình tầm nhìn của hắn đã cao hơn rất nhiều người. Sự biến đổi về tâm cảnh này thoạt nhìn bình thường, nhưng lại có thể làm thay đổi một người một cách nghiêng trời lệch đất. Khi hắn vừa bước ra khỏi khu vực cấm của sơn mạch được bao phủ bởi dải lụa màu này, chỉ một lát sau, trên cây có hai bóng người nhảy xuống. Lâm Nhất đã phát giác được từ sớm, cả hai đều là người của thư viện, trên người họ cũng không có sát khí. Lâm công tử thật lợi hại, chúng ta còn không dám bước vào khu vực cấm này dù chỉ nửa bước, thế mà công tử lại ra vào tùy ý. Vừa nhìn thấy Lâm Nhất, hai người tỏ ra vô cùng cung kính và kính nể. Sau cuộc chiến giữa năm thư viện, công tử Táng Hoa Lâm Nhất đã trở thành nhân vật thần thoại của thư viện Thiên Phủ. Trong hình thức địa ngục dùng một nhát kiếm giết ba người, trong trận chiến cuối cùng đánh bại Tào Trấn. Với uy danh này, tất cả mọi người biết tới tên hắn đều vô cùng khâm phục. Hai người các ngươi có vẻ đã đợi ta rất lâu, có ai muốn gặp ta hả? Lâm Nhất nhìn hai người, nhẹ giọng hỏi. Hai người nhìn nhau rồi cười đáp, ha ha, Lâm công tử quả nhiên cao minh, chúng ta nhận lệnh của Mạc Linh sư tỷ đến đây để đợi ngươi. Nếu không vì khu vực cấm quá nguy hiểm, chúng ta đã vào từ lâu rồi, ngoài ra ở những hướng khác cũng có các sư huynh đang đợi. Mạc Linh sư tỷ bảo Lâm công tử khi nào ra ngoài thì đến nơi ở của tỷ ấy một chuyến. Thì ra là Mạc Linh tìm hắn, Lâm Nhất tạm biệt hai người rồi đi ngay. Một hồi, Lâm Nhất liền quay lại thư viện Thiên Phủ, cả đường đi đều vô cùng tĩnh lặng. Trong thư viện hình như có chuyện gì đã thu hút hết đệ tử qua đó. Mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng Lâm Nhất cũng không nghĩ nhiều.
chẳng mấy ngày nữa hắn sẽ rời khỏi nơi này, ở đây có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến hắn nữa. Chẳng bao lâu sau, Lâm Nhất đi đến chỗ ở của Mạc Linh. Con người của ngươi đúng là không rảnh được phút nào, vừa mới từ trong động phủ Thiên Dương đi ra đã sang tu luyện ở Sơn Mạch Linh Mộc rồi. Muốn tìm được ngươi cũng phải mất không công ít sức, Mạc Linh mặc bộ váy màu tím tôn lên vóc dáng yểu điệu, thấy Lâm Nhất đến thì hơi tỏ ra bất mãn nói. Quan hệ của hai người đã được kéo lại gần hơn, đối diện với vẻ bất mãn của đại mỹ nhân này, Lâm Nhất cũng chỉ đành cười tủm tỉm nói, sư tỷ, tìm ta có việc gì? Mạc Linh không đáp mà nhìn về phía hắn, nghiêm túc nói, ngươi dự định lúc nào đi, đi đâu? Lâm Nhất nghe vậy hơi ngẩn ra, thật không ngờ đối phương sẽ hỏi vấn đề này. Ly biệt luôn đầy thương cảm, nhưng thiên hạ này làm gì có buổi tiệc nào không tàn. Ân tình giữa hắn và thư viện thiên phủ đã giải quyết xong, kiếm pháp trong cuộn tranh cũng đã lĩnh ngộ được, đã đến lúc hắn phải rời đi rồi. Lâm Nhất khẽ trầm giọng nói, nhiều nhất là 7 ngày. Còn về đi đâu, tạm thời vẫn chưa quyết định. Trước khi quần long thịnh yến bắt đầu, ta muốn cố gắng đi đến thật nhiều nơi trong cổ vực Nam Hoa này, có lẽ sẽ đi đến di tích của Kiếm Tông xem sao. Kiếm Tông, là siêu cấp bá chủ đã từng thống lĩnh cổ vực Nam Hoa. Bá kiếm của hắn được truyền thừa từ tông này, nếu có thể đến được di tích, may mắn tìm được kiếm chiêu bị khuyết của bá kiếm và kiếm quyết còn sót lại thì đương nhiên là tốt nhất. Đương nhiên. Hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng, dù gì Kiếm Tông đã bị hủy diệt không biết bao lâu rồi. Chẳng qua cho dù không tìm được thì ắt cũng sẽ có chút thu hoạch gì đó. 7 ngày sao, đi cũng nhanh thật đó. Mạc Linh thoáng thổn thức, điểm đến tiếp theo của Lâm Nhất lại khiến nàng ta khá là ngạc nhiên. Nàng ta nhìn sang Lâm Nhất, bỗng nói, nhưng mà ngươi cứ như vậy bỏ đi, nhà đầu Vân Yên kia phải làm thế nào? Hừ. Lâm Nhất nghe vậy thì ngẩn ra, hắn hơi ngạc nhiên, sao tự nhiên lại liên quan đến Liễu Vân Yên rồi. Đợi sau khi đối phương giải thích một hồi, Lâm Nhất mới giật mình tỉnh ngộ. Hóa ra Mạc Linh này, ngày đó trong điện tàng thư sau khi nghe thấy cuộc đối thoại giữa bọn họ lại cho rằng mình có ý với Liễu Vân Yên. Mất rất nhiều công sức Lâm Nhất mới miễn cưỡng giải thích được rõ ràng, nhưng mà Mạc Linh này lại đưa ra một vấn đề nữa. Vân Yên của nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, thế nào mà ngươi lại không vừa mắt chứ? Mau lên, giải thích cho rõ ràng. Mạc Linh cười mím chi nhìn về phía Lâm Nhất, đáy mắt lộ ra vẻ đầy hứng thú. Trong lòng Lâm Nhất cười khổ, đây có còn là đại sư tỷ của thư viện lúc đầu lạnh lùng như băng đá, một câu không vừa ý là muốn cho hắn bẽ mặt nữa không? Mau lên, không nói rõ ràng sẽ không cho ngươi đi. Lâm Nhất bất đắc dĩ xin tha. Khẽ giọng nói, ta đã có người mà mình thích rồi. Thật à? Là thật. Có xinh không? Chấm. Còn xinh hơn Vân Yên à? Kiểu dò hỏi đến cùng này làm Lâm Nhất không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, chỉ đành lặng lẽ gật đầu. So với ta thì sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 70.